Đây này anh em này, đây này. Con tôm to nhất này. Bây giờ rang lên ha. Đấy, em múc thật nhanh nhá. 1, 2, 3. Đấy. Đấy, anh em thấy nhảy chưa? Nhảy. Đây này. Nhảy xanh, nhảy xanh. Đấy. Rồi, ok, được rồi. Để tí tăng nữa. Đấy. Nhá thật kỹ. Ôi, hộp quá. Từ lúc mình nhai con nó mới còn nhảy trong mồm á. Bây giờ mình ăn con tôm nó còn sống tưng tưng như này. Anh nghĩ là con này chỗ này phải lăm với con tôm ấy. Khi đó tên công sứ Cút Xô hắn cũng vô cùng nham hiểm ở Đông Bắc. Ngay lập tức là đã sai lính canh dồn tất cả 156 tù nhân đấu tranh xuống dưới xà lim này. Rồi còn ra lệnh không để lọt một hạt cơm và một giọt nước nào xuống dưới đây. Nếu như ai trái lệnh thì sẽ bị bắn ngay. Và sự việc lúc đó diễn ra thì cũng hoàn toàn khác với dự kiến của ta. Ta chỉ tuyên bố là nhịn ăn, thế nhưng kẻ địch lại bắt ta nhịn uống và giam chặt dưới hầm sâu. Và căn hầm chật hẹp, ẩm ướt, lạnh lẽo thì bỗng trở nên nóng bức. Các đồng chí có người còn phải cởi áo của mình để áp lưng vào tường, cố gắng cảm nhận được một chút hơi mát. Và ở lối ra vào duy nhất như lúc nãy anh chị vừa mới đi xuống thì thực dân Pháp có cho đặt một cái bô đựng phân không có nắp đậy để làm công tác vệ sinh. Và tù nhân nào mà có nhu cầu thì họ sẽ đi vào các cái ống bơ rồi truyền tay nhau và đổ vào thùng phân. Thế nhưng đến ngày thứ ba thì thùng phân đầy và tràn ra ngoài, sinh ra sỏi bọ. Trong hồi ký của các cựu tù chính trị đã từng ghi lại rằng chúng tôi chỉ cần đang chở mình thì cũng nghe thấy tiếng những con sỏi bọ trắng nổi lép bép và nó còn bò vào đầu, vào tai, mắt, mũi. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hiện tại anh em mình đang có mặt tại 26 Sơn La. Chào anh em nha. Anh em mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Sơn La. Khi nhắc đến Sơn La thì có rất nhiều những cái danh lam thắng cảnh. Đặc biệt là từ Mai Châu Hòa Bình lên Sơn La thì chúng ta đi qua đèo Đá Trắng các bạn nhé. Sau đó thì hiện tại thì đang là mùa mận ở Mộc Châu. Đấy, Mộc Châu thì rất là nổi tiếng với lại là mận hậu. Và khi anh em mình di chuyển từ Mộc Châu lên thành phố Sơn La thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi chơi, đi check in ở khu tượng đài Bác Hồ. Sau đó sẽ đưa các bạn đi lên tham quan nhà tù Sơn La và thưởng thức những cái món ngon của đồng bào dân tộc Tây Bắc. Còn hiện tại chỗ chúng ta đang đứng ở đây đó chính là tượng đài Bác Hồ. Đấy. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc. Anh nhìn cái tượng đài của Bác Hồ lớn không? Có. Đây là một trong những tượng đài là xây là rất là to, uy nghi, hoành tráng. Đấy, với mức mà tổng tiền là lên đến 1,4 triệu. Ồ. À 1,4 tỷ. Quên lại bảo là triệu thì bé quá. 1.400 tỷ. Toàn bộ là đúc bằng đồng, cao 7,9 mét. Bệ được bằng bê tông là cao 4,7 mét. Đấy. Em thấy đặc biệt đó, hòa tượng Bác là cao to này nha. Nhưng mà cái điều ấn tượng là cái bức phù điêu phía sau được làm như bông hoa. Uh-huh. Bông hoa mà mọi người biết là hoa này là hoa gì không? Hoa gì anh? Hoa ban. Hoa ban ở Tây Bắc đúng không? Nếu mà khi mà nhắc ra về với Tây Bắc thì các bạn rất là nổi tiếng với hoa ban. Mà hoa ban nổi tiếng nữa là còn ở bên Nam, Điện Biên ấy. Còn đây là bức phù điêu Bác Hồ với các đồng bào dân tộc ở Tây Bắc các bạn ạ. Đấy. Này, có cả múa khen này. Đấy, có cả khen mông đây này. Khi về với Tây Bắc thì có rất nhiều những dân tộc thiểu số khác nhau. Như Mông, Dao, Tày, Giấy, Xa Phó, Kinh, Thái, nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà phải nói là quảng trường ở đây to thật ấy. Phía trước quảng trường kia đó chính là 79 cái ô cỏ. Tượng trưng cho 79 mùa xuân. Của Bác Hồ. Em thấy nhớ là như là quảng trường này là trong rất là nhiều dịp trọng đại, những dịp mà kỷ niệm về Bác ấy, thì vẫn hay tổ chức tại quảng trường này ở Sơn La. Chính xác.
Đây là một trong những quảng trường lớn nhất mình khu vực Tây Bắc. Mình gọi là quảng trường Tây Bắc. Đấy, với diện tích tổng là... mọi người nhìn đây, đây là trang phục truyền thống của người Thái này. Cái này là áo cóm này. Chào các người đẹp nhá. Đấy. Ôi, hello. Chào các chị. À, đây là chụp ảnh thôi à? Mình là người Thái à? Không hả? À, đi du lịch. À, có nghĩa là đi du lịch. Mà các bạn ở đâu lên? Ninh Bình, à cả Ninh Bình, Thanh Hóa lên. Các bạn đang hóa trang thành cô gái Thái. Thành cô gái Thái ở Tây Bắc. Rồi, cảm ơn các em nhá. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhá. Wow. Mà đặc biệt ở trong quảng trường này có một loại hoa chị cực kỳ là thích. Đấy, mà đến khi mà sau này chị phải nghiện sưu tầm rất là nhiều. Đó là hoa giấy. Ồ, nhưng mà hình như là mưa rồi. Trung tâm này, ở đây là có trung tâm hành chính của tỉnh này, xong rồi gần đây là có mình đi nhà tù luôn là tiện luôn đúng không anh? Đúng rồi, nó là cái gần đây là có nhà tù Sơn La. À, còn phía bên tay trái chúng ta có ao cá của Bác Hồ. À. Nhà tù Sơn La cũng được xếp hạng đấy vào một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đúng rồi. Đâu? Đây này. Với lại là Hải thông qua video cũng nhờ anh em trên cả nước tìm giúp tôi mấy gốc cây hoa giấy cổ thụ nhá. Mình thì thích sưu tầm các loại giấy mà hồng sắc pháo, các loại giấy mà giấy của bà con trên bản thôi. Đấy, nên là anh em nào mà chỉ màu hồng thôi nhá, cái, màu trắng, màu vàng là em Tuyên không thích đâu. Ờ, nếu mà anh em nào mà kiếm được cái hoa giấy ấy, thì anh em đây đúng rồi, màu hồng như này này. Màu hồng này là rất là sặc sỡ. Mưa rồi, mưa rồi. Đẹp chưa? Rộng lớn. Tất cả những cái sự kiện ấy. Anh em mình nhìn thấy cơn mưa luôn kìa. Chạy 1, 2, 1. Chạy nhanh, chạy nhanh. Anh em ơi, đằng này còn có cả một cô dâu, một đôi cô dâu chú rể luôn kìa. Ôi ôi, lãng mạn đấy. Mẹ ơi, chào anh mà ơi. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu. Tránh lên. Ôi, tuyệt vời quá. Cô dâu đi chụp ảnh cũng bị mưa nhỉ? Chị quay bên này 2 ngày. Cô dâu chú rể sắp cưới chưa? Ôi, này, đứng lên. Nhìn lãng mạn nhỉ? Bọn em là người Thái luôn à? Người Kinh ạ. À, người Kinh. Quảng trường này đẹp quá. Ôi, đi, anh cảm ơn nhá. Cảm ơn, đi đây. Mưa mất rồi, chạy nhanh. Đố anh vượt được em đấy. Mưa to luôn. À, hiện tại thì Hải đang có mặt tại cổng của khu nhà tù Sơn La. À, đồng hành cùng Hải hôm nay là bạn hướng dẫn viên. Em có thể giới thiệu đôi chút về mình được không? Chào các anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Em thì tên là Thủy Tiên, hướng dẫn viên tại điểm của di tích. Ngày hôm nay thì cũng rất là vinh dự được đồng hành cùng với anh chị ở trong chuyến tham quan ạ. À, quá tuyệt vời. Chúng ta dành tràng vào tay cho bạn Thủy Tiên. Anh giới thiệu anh là tên là Hải, anh có kênh YouTube Sapa TV. Hiện tại thì anh đang có hành trình chuyến xuyên Việt đấy, 63 tỉnh thành. Thì hôm nay lựa chọn nhà tù Sơn La làm nơi để quay phim giới thiệu mọi người. Nên là hy vọng là em đưa mọi người đi. Hôm nay thì cũng mong mọi người là hết sức thông cảm. Tại vì giọng em nó đang hơi bị cúm. Hải đang cúm mà em. Rồi. Cúm mà đã hay như này rồi là ok. Em là người... Em là người Thái ạ. À, em là người Thái luôn. Nhưng mà Thái đen hay Thái trắng em? Em là Thái đen anh ạ. Ở Sơn La thì chủ yếu là Thái đen. Còn Thái trắng là tập trung ở vùng Mộc Châu. Nhưng mà em là không tàng cẩu đúng không? Không, thực ra bọn em thì bây giờ chủ yếu là ở trong các cái vùng bản xa ấy, thì người ta vẫn còn tàng cẩu. Chứ thường thì ở thành phố này thì họ cũng đi làm, họ không tàng cẩu nữa. Thế cả bây giờ thì thường người Thái cũng lấy người Kinh nhiều ấy, nên là cũng ít cái phong tục này. Chồng Kinh đúng không? Vâng, em lấy chồng Kinh. Nếu mà lấy chồng người Kinh ấy các bạn ạ, là thường sẽ theo nhà chồng, nên là tăng cầu hay không thì chủ yếu là nhà chồng quyết định. Bây giờ nó cũng ít đi rồi. Ít đi rồi đúng không? Hiện tại là mình đang đứng ở phía ngoài.
Nhà tù thì nhờ bạn ấy thuyết minh cho mình. Dạ vâng. Hiện tại thì anh chị đang dừng chân ở trên khu vực đồi Khao Cả. Khao Cả theo tiếng của dân tộc Thái có nghĩa là chiếc sừng vững chãi. Trước đây thì vào năm 1904, thực dân Pháp đã di chuyển tỉnh lỵ của chúng từ Vạn Bú, Mường La về đóng tại Sơn La. Và chúng đã lựa chọn cái khu vực đồi này là một nơi có vị trí đắc địa để xây dựng rất nhiều các cơ quan hành chính của chúng tại đây. Bởi vì là đứng từ trên khu đồi cao này, khi mà nhìn xuống bên dưới thì mình có thể quan sát được một phần lòng chảo của tỉnh lỵ Sơn La lúc bấy giờ và hiện nay là thành phố Sơn La. Và đặc biệt là nó còn nằm án ngữ ở giữa ngã ba đường là Sơn La đi Hà Nội, Sơn La đi Lai Châu Điện Biên và Sơn La đi Mường La, chính là tỉnh lỵ Vạn Bú lúc bấy giờ. Ở đây thì thực dân Pháp đã cho xây dựng rất là nhiều các hạng mục công trình như là tòa công sứ, nhà quân y, trại lính Khố Xanh, nhà thương. Và đặc biệt là ở đây thì chúng đã cho xây dựng nhà tù Sơn La. Thì giới thiệu với anh chị, đây chính là cổng chính ra vào duy nhất của nhà tù. Cổng chính và chòi canh gác ở phía bên trên này, đây đều là các kiến trúc còn nguyên vẹn từ thời Pháp cho tới tận bây giờ. Và nhà tù này thì thực dân Pháp cho xây dựng vào năm 1908. Ban đầu thì chỉ là một nhà tù hàng tỉnh thôi, với quy mô nhỏ để giam cầm tù thường phạm. Thế nhưng tuy nhiên vào năm 1930, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân vùng lên đấu tranh, thì khi đó thực dân Pháp đã cho xây dựng và mở rộng rất nhiều hệ thống nhà tù trên khắp cả nước, và trong đó có nhà tù Sơn La. Thế lúc này chúng đã mở rộng nhà tù thêm 700m2 nữa và cũng thay đổi hoàn toàn đi tính chất. Từ một nhà tù hàng tỉnh chỉ để giam tù thường phạm thì giờ đây đã bắt đầu giam giữ tù nhân chính trị. Và năm 1930 là chúng bắt đầu đầy những cái đoàn tù nhân chính trị đầu tiên lên giam cầm và đày đọa tại đây. Đấy, và lúc đó chúng cũng đã đổi tên nhà tù Sơn La thành Ngục Sơn La. Ban đầu thì là Sơn La Prison, nhưng sau đấy đã đổi thành Penitentiary, cái chữ trên này nghĩa là nhà ngục theo tiếng Pháp. Nhà tù là xây dựng năm bao nhiêu? Năm 1908 anh ạ. Đến bây giờ là thành 100... Hơn 100 năm. Hơn 100 năm. Đến năm 1940 thì cũng tiếp tục là cho mở rộng nhà tù thêm 170m2. Âm mưu của thực dân Pháp lúc đấy là muốn đưa tù nhân chính trị nữ ở nhà tù Hỏa Lò Hà Nội lên đây giam cầm. Tuy nhiên là âm mưu đó thì không thành công. Chính vì thế mà nhà tù Sơn La thì không có giam cầm tù nhân chính trị nữ. Đấy, bây giờ thì để tìm hiểu kỹ hơn về nhà tù, anh chị sẽ vào bên trong để mình tham quan. Ủa, cái cửa này là bằng sắt hả em? Sắt ạ. Sắt thép à? Nặng nhờ. Đây, đầu tiên thì giới thiệu với anh chị. Phòng giam đầu tiên này như mình quan sát ở đây được gọi là phòng giam tù nhân ốm. Trước đây thì tù nhân ở nhà tù Sơn La sẽ đều mắc các bệnh thông thường như là thương hàn, kiết lỵ, phù thủng và đặc biệt là mắc bệnh sốt rét. Và khi mà tù nhân bị ốm không thể qua khỏi thì thực dân Pháp sẽ dồn các tù nhân lại và giam giữ tại khu vực này. Khi đó các đồng chí đã gọi đây là nhà xác của nhà tù Sơn La. Bởi vì bất cứ ai khi bị giam giữ tại đây thì không lâu sau sẽ đều ra đi vĩnh viễn. Và lúc đó nhà tù Sơn La cũng được ví như một chiếc quan tài nắp mở, chỉ chờ tù nhân tắt thở là sẽ đem chôn. Vâng, mặc dù vậy thế nhưng nơi đây cũng đã từng là nơi mà thực dân Pháp chúng giam giữ rất nhiều các cán bộ cốt cán của Đảng như các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng. Và tiêu biểu ở nhà tù này thì phải kể tới đồng chí Tô Hiệu. Ở đây thì giới thiệu với anh chị, cây đào mang tên đồng chí Tô Hiệu. Đây là một biểu tượng cho sức sống và tinh thần đấu tranh mãnh liệt của các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù Sơn La. Và cũng rất là vinh dự cho nhân dân Sơn La, năm 1975 đã được chiết một nhánh nhỏ của cây đào về trồng tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp khánh thành lăng. Này, và ở dọc con đường này, như anh chị quan sát thì bảo tàng hiện tại đang có trưng bày triển lãm tinh thần Tô Hiệu. Triển lãm này được xây dựng trong nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí vào năm 2022 vừa rồi. Triển lãm thì được thể hiện với hơn 100 tư liệu hình ảnh quý giá để nói về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời cách mạng của đồng chí Tô Hiệu. Thì một lát nữa sẽ chia sẻ với anh chị ở nơi đồng chí bị giam. Đấy, bên trong này thì anh chị có thể đi tiếp vào đây tham quan. Ở đây thì mình có thể quan sát kỹ hơn các cái hệ thống kiến trúc phòng giam trước đây của nhà tù Sơn La. Thực dân Pháp thì cũng đã xây dựng nhà tù này với một lối kiến trúc khá kiên cố. Nhưng mình quan sát thì ở đây chúng cho xây những bức tường dày từ 30 đến 60cm làm bằng đá và gạch. Được trộn lẫn với xi măng và cả mật mía nên rất là chắc chắn. Bốn bức tường bao xung quanh trước đây thì cao tới 3m9 và có quét hắc ín. Hiện nay như mình nhìn thấy thì bên trên này là không có trần nữa, nhưng trước đây thì phía bên trên cùng này thì có mái lợp tôn và ngói. Bên dưới thì thực dân Pháp có xây sàn nằm của tù nhân làm bằng đá và mặt có láng xi măng. Cuối mép sàn sẽ đều có gắn các cái hệ thống cùng chân tập thể. Đấy, và như mình quan sát thì với lối nằm như thế này thì vào mùa hè, nắng nóng từ mái tôn hắt xuống sàn nằm sẽ khiến cho tù nhân nóng như thiêu như đốt. Còn khi tới mùa đông, những đợt gió rét sương muối lại làm cho các tù nhân lạnh tới thấu xương thịt. Đấy, và ở giữa hai bên sàn nằm như anh chị quan sát, thực dân Pháp có cho xây dựng hệ thống cầu tiêu nổi.
Đây là một trong những công cụ mà khi đó chúng sử dụng để tra tấn và thủ tiêu các tù nhân. Hệ thống cầu tiêu này thì đều không có nước dội và không được vệ sinh thường xuyên. Đặc biệt là bên dưới của cầu tiêu thì chúng có cho thiết kế một lỗ thông hơi. Đấy, và lúc đó thì chúng sẽ lợi dụng những cái mùa nắng nóng, gió lào đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc. Chúng sẽ cho mở hết các cửa thông hơi và gió từ bên ngoài thổi thốc vào sẽ kéo theo không khí ô nhiễm, hôi thối và ngột ngạt quay ngược trở lại bên trong các phòng giam. Vâng, và đây cũng chính là căn nguyên khiến cho rất nhiều bệnh tật sẽ lây lan nhanh trong các tù nhân. Và chế độ tù đầy này thì đã từng được đồng chí Trần Huy Liệu khắc họa qua hai câu thơ: nằm bên nhà xác xa vài bước, ngửi cứt cầu tiêu đủ bốn mùa. Đây sang bên cạnh phòng giam về bên này ạ. Anh chị quan sát thì đây chính là nơi thực dân Pháp đã từng giam giữ đồng chí Tô Hiệu trong 4 năm, từ năm 1940 cho tới năm 1944. Ở một cái ô gian bé vâng. Nhỉ? Cái phòng giam này hình tam giác, diện tích thì rộng chưa đầy 4m². Đồng chí Tô Hiệu thì em cũng giới thiệu một chút về tiểu sử của đồng chí. Đồng chí thì sinh năm 1912, quê ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trước khi mà bị giam cầm tại nhà tù Sơn La thì đồng chí đã từng có thời gian bị bắt tại Sài Gòn và bị đầy ra giam giữ ở nhà tù Côn Đảo. Tại Côn Đảo, thực dân Pháp đã bắt đồng chí phải làm công việc lao động khổ sai bên dưới hầm xay lúa. Và cũng chính vì môi trường không khí ở đó rất ô nhiễm, thế nên là ông đã mắc căn bệnh lao phổi nặng. Vâng, nhưng cũng chính tại nơi ngục tù tăm tối ở Côn Đảo, đồng chí đã được bồi dưỡng trở thành một đảng viên trẻ. Và khi mà mãn hạn tù Côn Đảo trở về quê nhà, thực dân Pháp vẫn quản thúc đồng chí rất gắt gao. Thế nhưng không dừng lại ở đó, ông vẫn bí mật hoạt động ở rất nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Cho tới cuối năm 1939 thì trong một lần đến cơ sở kiểm tra việc in ấn truyền đơn để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh sắp tới, thì lại một lần nữa đồng chí đã rơi vào tay thực dân Pháp. Khi đó đồng chí đang giữ chức vụ là Thường vụ Sứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Liên khu B kiêm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Lúc đó thực dân Pháp đã kết án đồng chí tại Tòa Đại hình Hỏa lò Hà Nội và đầy lên giam cầm ở nhà tù Sơn La với mức án là 5 năm tù khổ sai. Thì khi mà lên tới đây thì chúng cũng lấy chính cái cớ do đồng chí mắc bệnh lao phổi để có thể giam giữ biệt lập ông trong phòng giam hình tam giác với diện tích rộng chưa đầy 4m². Thì đây như anh chị quan sát, đây cũng là phòng giam duy nhất mà có cửa ra vào hướng ra đường lính đi tuần. Còn những phòng giam khác thì sẽ đều có cửa hướng vào phía bên trong. Mục đích của thực dân Pháp là không để cho đồng chí được tiếp xúc với bất kỳ một tù nhân nào trong nhà tù, vì chúng đã khẳng định rằng đồng chí Tô Hiệu chính là một thành phần vô cùng nguy hiểm. Vâng, và mặc dù bị giam giữ quản thúc tại đây, thế nhưng đồng chí vẫn bí mật hoạt động rất tích cực và đã được anh em tù nhân ở đây tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ nhà tù Sơn La. Tuy nhiên lúc đó do sức khỏe yếu, đồng chí chỉ giữ chức vụ được hơn một năm và sau đó vẫn là một người cố vấn rất tin cậy trong việc bồi dưỡng và đào tạo các đảng viên trong nhà tù. Vâng, chính vì thế mà anh em tù nhân ở đây đã từng mệnh danh đồng chí Tô Hiệu là linh hồn của chi bộ nhà tù Sơn La, và đồng chí cũng được ví như con chim đầu đàn cho các phong trào cách mạng ở nhà tù này. Vâng, thế nhưng rất tiếc, năm 1944, đồng chí đã hy sinh trong nhà tù, nhưng mà lại ở một khu vực khác phía bên trong. Thế bây giờ mời anh chị mình sẽ đi vào bên trong để cùng tìm hiểu. Peace. Anh em mình đã cố gắng hết sức các bạn ạ, chờ đợi có, rồi nhưng mà thời tiết hôm mưa, hôm nay là trời mưa nó rất giảm. Nhưng mà trên bờ tường nó là họ ghim cái miếng chai nhỏ. Vâng, thực ra cái tường này thì mình cũng là tường phục chế rồi chị ạ. Đây như anh chị quan sát ở sang phía bên này này, thì các cái hệ thống phòng giam này hiện tại thì cũng đã không còn được nguyên vẹn nữa. Bởi vì là nhà tù Sơn La thì đã từng trải qua hai cuộc ném bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vào năm 1952 thì sau khi mà thua tại chiến dịch Tây Bắc ấy, thì thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Sơn La. Thì khi đó chúng đã ném bom nhà tù để xóa đi dấu vết tội ác của mình. Và đến năm 65 khi mà đế quốc Mỹ leo thang, bắn phá miền Bắc, bắn phá thị xã Sơn La, thì khi đó nhà tù cũng đã bị ảnh hưởng thêm một phần. Đấy, những cái phòng giam ở phía bên ngoài này thì hầu như chỉ còn lại chân móng. Còn các cái công trình bên trong như anh chị quan sát là nó đều còn nguyên vẹn, thì đây là các công trình đã được phục chế lại theo đúng bản vẽ thiết kế trước đây của thực dân Pháp. Đây mới là nguyên bản sau trận đánh phá. Thực ra đây thì cũng có những cái phần đã được tôn lên một chút rồi để du khách có thể hình dung được rõ kiến trúc của các phòng giam. Thế nhưng mà bởi vì là do là không tìm được đầy đủ các cái tài liệu, các bản vẽ thiết kế nên mình không thể phục chế lại được toàn bộ. Và những cái phần bên kia là do tìm đầy đủ thì mình mới phục chế lại được. Đấy. Thế bây giờ anh chị sẽ di chuyển ở bên trong để mình tham quan các cái hạng mục công trình của di tích. Nhưng mà phải nói là nó đánh bom để nó phá dấu vết tội ác của nó lại nhỉ? Vâng. Không những là xóa dấu vết tội ác mà còn xóa đi rất là nhiều các cái tài liệu quan trọng về các cái tù nhân ở đây ấy. Thì sau đấy bọn em cũng sẽ phải sưu tầm lại các cái hồ sơ những cái người mà đã từng bị giam giữ ở đây.
mỗi một cái ô này là giam bao nhiêu tù nhân ở đây? Đây mỗi một cái ô như thế này. Khu vực này thì gọi là phòng phạt giam anh ạ. Phòng gì? Phòng phạt giam. Phạt giam. Vâng. Đấy, diện tích ở đây thì rất là nhỏ. Đây ví dụ cho anh một cái phòng giam này. Ở đây thì có phòng giam này thì với chiều dài là 1,6m, chiều rộng 1m và bức tường ở đây lại chỉ cao có 1m. Thông thường thì thực dân Pháp sẽ phạt giam từ 1 đến 2 tù nhân trong phòng giam này. Thế nhưng vào những cái thời kỳ cao điểm mà nhà tù Sơn La giam đông tù nhân thì chúng có thể phạt giam trong đây lên tới 4 tù nhân chính trị. Ủa? 4 tù nhân. Vâng. Mà cái nhà tù Sơn La này đại đa số là giam tù nhân chính trị là nhiều đúng không? Có cả tù nhân thường phạm địa phương và có cả tù nhân người Trung Quốc, người Nhật có anh ạ. Vâng. Nhưng mà chủ yếu là giam tù chính trị. Đấy, trong những cái phòng giam như thế này, nhỏ như thế này mà giam 4 người thì các đồng chí chỉ có thể là ngồi bó gối, đứng khom lưng hoặc là thay nhau nằm co. Và trong những cái phòng giam to mà như lúc anh chị quan sát thì có các cái hệ thống cầu tiêu. Thế nhưng những cái phòng giam nhỏ như thế này thì sẽ không có xây cầu tiêu mà sẽ cho đặt những cái bô đựng phân không có nắp đậy. Thế nhưng chị quan sát là trong những phòng giam nhỏ như thế này mà với 4 người giam mà lại có bô đựng phân nữa thì không khí bên trong phòng giam thì rất là ô nhiễm, hôi thối và ngột ngạt. Thế nên các đồng chí có những người cũng đã phải cởi áo của mình rồi che nắp thùng phân. Họ cũng cố gắng giảm thiểu đi những cái mùi ô nhiễm đó ở bên trong phòng giam. Hay giới thiệu với anh chị, khu vực này thì trước đây là kho xếp là thực dân Pháp sử dụng để đựng các cái dụng cụ lao động và dụng cụ dành cho nhà bếp. Và đây cũng chính là nơi đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh. Và đây thì xin phép và mời anh đại diện cho đoàn hãy lên thắp một nén hương tri ân đồng chí Tô Hiệu. Vâng, ở đây thì cũng chia sẻ với anh chị là vào đầu năm 1944 thì khi mà sức khỏe của đồng chí Tô Hiệu suy yếu do mắc căn bệnh lao phổi thì các anh em tù nhân ở đây đã đấu tranh rất là quyết liệt để đưa đồng chí từ cái phòng giam phía bên ngoài về kho xếp này để tiện cho việc chăm sóc. Bởi lúc đó khi mà anh em tù nhân họ đi lao động ở trên nhà bếp thì sẽ tranh thủ bí mật chăm sóc đồng chí tại đây. Và cũng nhằm mục đích là để cho đồng chí sẽ được gần gũi với các anh em đồng đội của mình trong những ngày tháng cuối đời. Và mặc dù đồng chí khi mà đồng chí bị giam giữ tại đây thì mặc dù là căn bệnh lao phổi tàn phá cơ thể cũng rất là nặng nề và ho ra máu rất nhiều, thế nhưng đồng chí vẫn ôm ngực và viết được rất nhiều tài liệu huấn luyện cho chi bộ. Đồng chí lúc đó còn nói với các anh em tù nhân rằng mình biết mình sẽ chết sớm hơn người khác, vì vậy phải tranh thủ thời gian để chiến đấu và phục vụ cho Đảng. Và vào 10 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 1944 thì trong một cơn ho kéo dài, đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh tại kho xếp trong vòng tay và niềm tiếc thương của các anh em tù nhân. Sự hy sinh lúc đó của đồng chí cũng là một mất mát lớn cho chi bộ nhà tù Sơn La cũng như là cho cả phong trào cách mạng lúc bấy giờ. Vâng, năm ấy khi hy sinh thì đồng chí cũng mới chỉ có 32 tuổi và còn chưa lập gia đình. Vâng, lúc đấy tuy rằng mới 32 tuổi, một độ tuổi còn rất là trẻ, thế nhưng đồng chí Tô Hiệu đã có tới 12 năm tuổi đảng và có đến 8 năm tù khổ sai, 4 năm ở nhà tù Côn Đảo và 4 năm ở nhà tù Sơn La. Đấy, và đặc biệt là khi mà đồng chí hy sinh thì các anh em tù nhân ở đây cũng đã đấu tranh để có thể được tự tay chôn cất đồng đội của mình. Bởi khi đó lúc mà thực dân Pháp chúng chôn cất tù nhân hy sinh là chúng chỉ cho vùi xác sơ sài ở một thung lũng ổi hoang nằm ngay bên dưới chân đồi Khao Cả. Và lúc đó chúng cũng không hề cho danh tính kèm theo. Vì thế khi đó chi bộ đã cử tổ đục đá, khi mà đi ra ngoài thì sẽ khắc một tấm bia đá có tên đồng chí Tô Hiệu và bí mật chôn cất cùng với phần mộ của ông. Chính vì thế vào năm 1980, khi mà mình khai quật toàn bộ cái khu vực nghĩa địa gốc ổi đó thì chúng ta đã tìm thấy được phần mộ của đồng chí cùng với tấm bia đá. Và hiện nay thì đồng chí Tô Hiệu cũng đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La nằm ngay bên dưới chân đồi Khao Cả và chỉ cách nhà tù này khoảng hơn 400m. Vâng, nếu như anh chị có thời gian thì mình có thể di chuyển xuống đó để thắp hương và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh ở nhà tù này. Đấy, tiếp theo thì mời anh chị mình sẽ vào bên trong khu vực trại Ba Gian để mình tham quan. Còn giới thiệu với anh chị thì khu vực trại Ba Gian này đã được phục chế lại vào năm 2007. Kiến trúc ở đây thì như mình quan sát là cũng khác hơn so với các phòng giam ở phía bên ngoài. Ở bên ngoài thì là sẽ là sàn đá, mặt láng xi măng, bên trong này thì là sẽ là sàn gỗ và cuối mép sàn thì cũng có gắn các cái hệ thống cùng chân chạy dọc theo chiều dài của sàn.
Những cái sàn gỗ này thì ngày xưa các cụ có chia sẻ là hiện tại thì đã được phục chế nên nó mới tốt như vậy. Thế nhưng mà trước đây thì sàn gỗ mà các đồng chí nằm thì nó sẽ không được tốt như thế này đâu, mà nó sẽ là những cái ván gỗ xẻ thô, và ở giữa những hai cái miếng gỗ này thì sẽ có những cái khe hở rất là lớn. Chính vì thế mà tù nhân nào mà không may bị nằm ở giữa hai cái khe này thì rất là khó chịu. Và đặc biệt là sàn gỗ trước đây thì lại rất là nhiều rậm rệp, không phải là gỗ tốt như bây giờ. Đấy, và bên trong khu vực trại Ba Gian này thì thông thường là có thể giam giữ tối đa là khoảng 50 đến 60 tù nhân. Và trong những cái trại giam tập thể như thế này thì cũng chính là nơi mà các đồng chí tổ chức được rất là nhiều những cái buổi học tập sôi nổi theo phong trào mà chi bộ đã đề ra lúc đó, chính là biến nhà tù Đế Quốc trở thành một ngôi trường học cách mạng. Đấy, và bên trong này thì như anh chị quan sát, ở đây bảo tàng có trưng bày nhóm tượng mô phỏng lại cảnh các đồng chí đang học tập ở bên trong nhà tù. Đấy, theo hình thức chủ yếu ở đây đó là chuyển miệng. Các đồng chí thì được học tập rất là nhiều môn học như là chính trị, văn hóa, binh vận, dân vận, được học cả chữ quốc ngữ, học tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Và cũng có những cái tài liệu huấn luyện do các đồng chí Tô Hiệu, đồng chí Trần Đình Long và đồng chí Trần Huy Liệu biên soạn. Họ sẽ viết trong những mẩu giấy nhỏ và giấy cuốn thuốc lá để có thể dễ dàng thổ thiêu và cất giấu. Thế và ở đây thì đặc biệt là các đồng chí còn được học một môn học mà có lẽ là chỉ có tù nhân chính trị ở nhà tù Sơn La mới phải học thôi. Đó chính là môn học tiếng dân tộc Thái. Vì như anh chị cũng biết là ở Sơn La thì có rất là nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống. Thế nhưng đồng bào dân tộc Thái là đồng bào chiếm số đông. Chính vì thế mà khi đó các đồng chí đã tổ chức học tập tiếng Thái với nhau để khi mà đi ra ngoài lao động thì có thể tranh thủ nói chuyện với bà con nhân dân địa phương, cũng như là tuyên truyền giác ngộ bà con về đường lối cách mạng của Đảng. Chính vì vậy mà họ đã gây dựng được một cơ sở cách mạng nằm bên ngoài nhà tù có tên gọi là Tổ chức Thanh niên Thái cứu quốc. Tổ chức đó chủ yếu là các những cái người dân tộc yêu nước và cũng là những cái gia đình binh lính yêu nước, thì đặt tên là Tổ chức Thanh niên Thái cứu quốc. Đây cũng chính là tổ chức cách mạng đầu tiên ở tại tỉnh Lị Sơn La lúc bấy giờ. Đấy, và trong cùng của trại Ba Gian thì như anh chị quan sát thì đây cũng là hệ thống cầu tiêu của trại giam này. Các hệ thống cầu tiêu thì thiết kế cũng như là kiến trúc xây dựng thì giống như anh chị vừa quan sát được ở những cái phòng giam phía bên ngoài. Đấy, ở đây thì đương nhiên là cũng đều không có nước dội và không được vệ sinh. Các cái phòng giam này thì trước đây là mình phục chế rồi thì mình không sơn hắc ín như ngày xưa, nhưng mà ngày xưa là quanh cái khu vực này thì các cụ kể là trên những bức tường thì sẽ sơn hắc ín thành một màu đen xì để mà thu hút muỗi. Thì trước đây xung quanh đây thì đều là rừng già thôi nên là Sơn La rất là nhiều muỗi. Chính vì thế mà thu hút muỗi là để cho các đồng chí sẽ bị mắc căn bệnh sốt rét. Ở đây thì chủ yếu là mắc bệnh sốt rét là nhiều. Như là cùng một người hay hai người sẽ cùng hai chân vào đây, một người hai chân. Thế nhưng vào những cái thời kỳ cao điểm mà giam đông tù nhân ý, thì chỉ cùng một chân thôi và các đồng chí sẽ phải nằm nghiêng. Ngày xưa thì các đồng chí nói là nằm nghiêng thì phải nằm nghiêng, tức là mặt người này sẽ áp vào lưng người kia chứ không nằm hai mặt áp vào nhau, để tránh cái tình trạng là lây bệnh truyền nhiễm. Ví dụ bệnh các cái bệnh mà nó sẽ lây qua đường hô hấp đấy. Thì các đồng chí nói với nhau là sẽ nằm mặt người này sẽ áp vào lưng của người kia. Đấy, tiếp theo thì mời anh chị sẽ di chuyển qua khu vực khoảng sân chung. Vâng. Bể từ ngày xưa. Thực ra là bể nước này, nói chung là các cái khu vực này ngày xưa khi mà bị đánh bom thì nó cũng không còn nguyên vẹn nữa, thì sau đấy mình cũng phục chế lại rồi. Đấy, phía bên trên này là cái khu vực khoảng sân chung. Trước đây thì Pháp sẽ chia cơm cho các tù nhân ở khoảng sân này. Đấy, phía bên kia thì có một cái gồ lên, như anh quan sát thì trước đây nó sẽ có một cái lán nhỏ để cho tù nhân ở bên đó xay thóc và giã gạo. Còn ở khoảng sân chung này thì như anh chị cũng vừa hỏi rồi, thì ở đây có thực dân Pháp thì đó có cho xây một cái bể nước ngầm. Bể nước này là để cung cấp nước sinh hoạt cho các tù nhân ở bên trong nhà tù. Tuy nhiên là hàng ngày thì chúng sẽ bắt tù nhân ở đây là phải đi xuống dưới con suối Nậm La để lấy nước đem về. Và họ sẽ phải đi chở nước bằng những chiếc xe như ở phía bên trong. Thế như anh chị có thể quan sát. À đây, xe, đấy, xe chở nước. Vâng. Đấy thì cứ thông thường thì mỗi một ngày thì hai tù nhân là sẽ phải đẩy chung nhau 14 chuyến nước. Khi đó thì lượng nước tù nhân cũng lấy về rất là nhiều. Thế nhưng mà lượng nước khi mà thực dân Pháp chia cho các tù nhân sử dụng thì lại vô cùng ngặt nghèo. Có những thời điểm thì chúng chỉ cho tù nhân ở đây được một ống bơ nước một ngày để họ dùng cho cả uống và sinh hoạt. Một tuần thì sẽ được tắm một lần và mỗi lần tắm thì cũng chỉ được có hai ống bơ nước. Hai vâng, ống bơ bé bé. Hai ống bơ nước, vâng. Bơ bò, vâng, bơ mà đong gạo ấy chị. Hai ống bơ nước đó. Tắm thì bằng hai bò. Và nếu mà đổ đầy hai ống bơ nước đấy thì dội cũng không thể ướt hết được cả người.
Chính vì thế mà các đồng chí ở đây thường mắc rất là nhiều những cái căn bệnh ngoài da. Đấy, và mặc dù công việc này thì cũng là một công việc rất là nặng nhọc ở nhà tù, thế nhưng mà những tù nhân nào mà họ bị cử ra ngoài lấy nước thì lại đều rất là vui mừng. Bởi khi mà đi ra ngoài thì các đồng chí có thể tranh thủ được tắm rửa và hít thở không khí trong lành trước khi ra về. Trong này nhưng mà mọi thứ ở đây đều thiết kế để cho nó lây bệnh ha. Đây giống như đơn giản là chị có cái căn bếp mà bếp nấu ăn 2 tầng. Như chị quan sát thì thực dân Pháp xây dựng kiến trúc bếp nấu ăn với 2 tầng. Thế nhưng tuy nhiên nấu ăn thì chúng chỉ sử dụng ở trên tầng 2 thôi. Mục đích khi mà xây bếp nấu ăn ở trên tầng 2 cũng là để tạo công việc khổ sai cho tù nhân ở đây. Hàng ngày thì sẽ bắt tù nhân là phải vận chuyển nước và lương thực đi lên đi xuống cái lối cầu thang phía bên này như anh chị vừa quan sát lúc nãy để cung cấp cho nhà bếp. Sau đó thì lại mang xuống khoảng sân chung để chia cơm. Và vào những cái thời kỳ cao điểm mà nhà tù Sơn La giam đông tù nhân thì nhà bếp sẽ phải hoạt động liên tục trong một ngày. Và như vậy là tạo nên một công việc khổ sai hết sức là nặng nhọc cho các tù nhân ở đây. Thời điểm đông nhất nhà tù Sơn La là lên tới gần 500 tù nhân ở bên trong 500 nhà tù. 500 tù nhân? Vâng, gần 500. Cái diện tích ở trong này là bao nhiêu mét? Hơn 2.000 mét một tí. Hơn 2.000 mét? Vâng, 2.184 mét luôn. 2.184 mét luôn và ra 500 tù nhân. Thế còn mục đích thứ hai của thực dân Pháp đấy là để nhằm ngụy trang cho khu vực xả lim ngầm này. Nhưng mời anh chị sẽ vào bên trong này. Làm bếp ở trên để dưới là mục đích là để ngụy trang thôi đúng không? Ở đây thì anh chị có thể tưởng tượng đó là trước đây thì xung quanh những bức tường này thì có những cánh cửa gỗ. Và bên trong này thì cái khu vực hầm này chúng sẽ ngụy trang có một cái nắp hầm ở phía bên trên. Rồi chúng làm cho cái nắp hầm này giống và vừa khít với những cái tấm ván sàn. Và sau đó cho chất rất nhiều những bao lương thực vào bên trong đây để ngụy trang rằng đây là một cái kho lương thực và phía trên này chính là bếp ăn. Chính vì thế khi mà có những đoàn nhà báo quốc tế họ đã đến đây để đưa tin về thực trạng tù nhân chính trị ở nhà tù thì không thể phát hiện được về bên dưới có một lối đi xuống xà lim ngầm. Thế thì bây giờ em mời anh chị mình sẽ xuống tham quan xà lim. Ở đây thì giới thiệu với anh chị khu vực xà lim ngầm này thì thực dân Pháp xây dựng nằm sâu bên dưới lòng đất là 3.5 mét và với tổng diện tích là 110 mét vuông. Ở dưới này thì có tất cả là 5 xà lim cá nhân ở giữa và 2 xà lim tập thể ở hai đầu. Xà lim ngầm thì cũng là hệ thống các cái phòng giam đặc biệt mà thực dân Pháp xây dựng nhằm để chúng phạt giam những cái tù nhân nào khi đó chúng cho là cứng đầu cứng cổ và không thể cảm hóa được thì sẽ bị đẩy giam xuống dưới đây. Và đặc biệt là sau hai cuộc ném bom thì xà lim ngầm cũng là khu vực đa phần còn nguyên vẹn về mặt kiến trúc. Thì anh chị có thể tham quan rõ hơn một cái xà lim cá nhân ở phía bên trong này. Đây. Đây. Vâng, đây là một xà lim cá nhân để giam một người. Bên dưới này thì có 5 phòng giam giống như vậy, kiến trúc bên trong thì xây dựng đều giống nhau. Với chiều dài sàn nằm của tù nhân ở đây là 1.6 m và rộng 60 cm. Bên dưới thì sẽ có được khoét một hốc nhỏ, đây là hốc để bô đựng phân không có nắp đậy. Và đây là chỗ đưa cơm và nước uống. Chỗ đưa cơm và nước uống. Bên trong mỗi xà lim ở phía trên cùng anh chị có thể quan sát lên thì có một cái lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi này thì đều bị chắn bởi những cái lưới mắt sàng. Và lúc đó thì đấy, lúc đấy khi mà cánh cửa này đóng lại thì tù nhân nào bị giam giữ ở bên trong sẽ rất khó có thể phân biệt được đâu là ngày hay đêm với sự thầm thổi. Đấy, còn cuối của dãy hành lang thì là xà lim tập thể, anh chị cũng có thể tham quan những cái phòng giam này thì đấy đều giống nhau. Có một cái thoáng này, trong phòng giam nào cũng sẽ có những cái phòng giam nhỏ kia thì chỉ có cái ô bé bé thôi, còn phòng giam lớn thì sẽ có ô to. Nhưng tuy nhiên là hiện nay thì như mình quan sát thì nó cũng thoáng thoáng như thế này. Nhưng mà ngày xưa thì xung quanh đây thì đều là rừng già nên là nó trời thời tiết nó cũng rất là âm u thì nó sẽ không được thông thoáng như vậy. Phòng giam tập thể này thì thường ra khoảng bao nhiêu tù nhân đây? Đây như anh nói là khoảng 4 tù nhân, 3 đến 4 người.
Đấy, cứ hai cái này là hai chân. Đấy, nhưng những cái thời kỳ cao điểm mà nó nhốt đông thì nó sẽ cho đông xuống phía này. Mà đông nhất mỗi một chân thì là 8 người, còn ít là 4 người. Thực ra thì ở đây có một sự kiện là đã từng giam khá là đông tù nhân. Nhưng mà sang bên kia thì em sẽ chia sẻ với anh chị mình có thể sang tham quan một cái xà lim tập thể đặc biệt hơn một chút. Đây là toàn bộ là những cái cổng sắt này là còn nguyên đoạn này đúng không? Đấy, như anh chị có thể quan sát thì đây cũng là một cái xà lim tập thể. Nhưng mà xà lim này thì nó đặc biệt hơn so với những cái xà lim ở phía bên kia một chút. Đấy là như anh chị quan sát ở phía bên trong thì bên trong này là sẽ không có ô cửa nhỏ để thông lên mặt đất. Đấy, và ở cái cánh cửa này thì cũng sẽ không có ô đưa cơm. Thì như anh chị quan sát là khi mà cánh cửa này đóng lại thì phòng giam này sẽ giống một chiếc hộp kín. Và tù nhân nào bị giam giữ ở bên trong sẽ không thể phân biệt được đâu là ngày hay đêm. Đấy, vì nó rất là ngột ngạt, nó không có một cái ô để mà thông lên mặt đất nào cả. Đấy, và đặc biệt thì ở dưới khu vực xà lim ngầm này đã từng có thời điểm giam giữ đến 156 tù nhân ở bên dưới đây. Tổng ở khu vực dưới này 156 tù nhân. Đã từng có một thời điểm là diễn ra một cuộc đấu tranh và khi đó thực dân Pháp đã phạt ra 156 tù nhân xuống dưới xà lim này trong vòng 12 ngày đêm. Lý do đó là vì khi đó tên công sứ Cút Xô hắn muốn tăng định mức khoán trong những cái công việc lao động khổ sai để bắt tù nhân ở đây phải làm việc cật lực và không được nghỉ ngơi. Thế nhưng đương nhiên là tù nhân không đồng ý. Và sau một ngày thì tên công sứ cho người đi theo dõi thì thấy số lượng nước của cái kíp đi xe nước ngày hôm đó đã không tăng. Vì thế mà hắn đã phạt ra một số người đi lấy nước xuống dưới xà lim ngầm. Khi mà anh em tù nhân đi lao động trở về thì biết được tin nên đã tuyên bố với Cút Xô là chúng tôi tuyên bố tuyệt thực không ăn và không làm việc để phản đối việc ông công sứ đã bắt giam mấy người đi xe nước xuống dưới hầm ngầm một cách vô lý. Khi đó tên công sứ Cút Xô hắn cũng vô cùng nham hiểm và độc ác. Ngay lập tức là đã sai lính canh dồn tất cả 156 tù nhân đấu tranh xuống dưới xà lim này. Rồi còn ra lệnh không để lọt một hạt cơm và một giọt nước nào xuống dưới đây. Nếu như ai trái lệnh thì sẽ bị bắn ngay. Và sự việc lúc đó diễn ra thì cũng hoàn toàn khác với dự kiến của ta. Ta chỉ tuyên bố là nhịn ăn, thế nhưng kẻ địch lại bắt ta nhịn uống và giam chặt dưới hầm sâu. Bằng căn hầm chật hẹp, ẩm ướt, lạnh lẽo thì bỗng trở nên nóng bức. Các đồng chí có người còn phải cởi áo của mình để áp lưng vào tường, cố gắng cảm nhận được một chút hơi mát. Và ở lối ra vào duy nhất như lúc nãy anh chị vừa mới đi xuống, thì thực dân Pháp có cho đặt một cái bô đựng phân không có nắp đậy để làm công tác vệ sinh. Và tù nhân nào mà có nhu cầu thì họ sẽ đi vào các cái ống bơ rồi truyền tay nhau và đổ vào thùng phân. Thế nhưng đến ngày thứ ba thì thùng phân đầy và tràn ra ngoài, sinh ra giòi bọ. Trong hồi ký của các cựu tù chính trị đã từng ghi lại rằng chúng tôi chỉ cần nằm trở mình thì cũng nghe thấy tiếng những con giòi bọ trắng nổ lép bép và nó còn bò vào đầu, vào tai, mắt, mũi. Vâng, trong 3 ngày đầu tiên, tù nhân không nhận được một hạt cơm và một giọt nước nào. Vì đói, nóng và khát, các đồng chí đã phải uống chính nước tiểu của mình. Đến ngày thứ 5, khi mà sức khỏe của anh em tù nhân đã dần suy yếu, thì lúc này chi bộ quyết định sẽ đồng thanh, đấu tranh hô nước, nước bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt. Một số binh lính cũng đã cảm động trước tinh thần đấu tranh đó nên đã xin với Cút Xô là hãy cho anh em uống nước. Thế nhưng đương nhiên hắn không đồng ý. Và trước tình hình đó thì đồng chí Tô Hiệu cũng đã cảm hóa được một người lính Hố Xanh. Và ngay trong đêm ngày thứ 5 thì anh lính dũng cảm đã mang nước xuống theo lối cửa chính và tiếp tế cho các tù nhân ở đây. Các đồng chí đã dùng chính những cái ống bơ bẩn của mình để đựng nước và chia nhau uống. Đến ngày thứ 6, khi mà đi quét dọn xung quanh đường tuần của lính canh, đồng chí Tô Hiệu cũng đã lén múc trộm nước tại bể, giấu vào vạt áo và đổ qua những song sắt cho tù nhân. Thế nhưng mình quan sát thì những song sắt này đều bị chắn bởi lưới mắt sàng. Chính vì thế mà các đồng chí chỉ có thể dùng chính quần áo bẩn lâu ngày không giặt của mình thấm từng giọt nước và vắt chia nhau uống. Đến ngày thứ 7 thì sức khỏe của anh em lúc đó đã suy yếu. Lúc này để bảo toàn được lực lượng thì chi bộ quyết định là tạm dừng cuộc đấu tranh. Thế nhưng Cút Xô thì hắn không chịu thả tù nhân ra ngay mà vẫn phạt giam thêm 5 ngày nữa ở dưới xà lim. Rồi còn ra lệnh cho lính canh lấy nước bẩn xuống cho tù nhân uống, đem cơm cứng xuống cho tù nhân ăn, để tù nhân sẽ bị thiệt mạng vì bệnh đường ruột. Thế nhưng các tù nhân của ta kiên quyết sẽ không ăn cơm và không uống thứ nước đó. Chính vì vậy sau 12 ngày đêm, thực dân Pháp buộc phải thả tù nhân ra ngoài.
Vâng, mặc dù cuộc đấu tranh này không thành công và cũng không đạt được cái mong muốn như ban đầu, thế nhưng cũng đã gây được một tiếng vang lớn và cũng là một bài học kinh nghiệm để chi bộ có thể tổ chức được tốt hơn các cuộc đấu tranh sau này. Vâng, và trong suốt 12 ngày đêm đó, các đồng chí của ta đã chiến đấu với một tinh thần kiên cường bất khuất. Chính vì vậy, không có một đồng chí nào hy sinh ở bên dưới đây. Và bây giờ tiếp theo thì mời anh chị mình sẽ cùng di chuyển lên trên. Cảm được, cảm hóa được một tên lính đúng không? Thực ra thì ở đây trước đây thì lính canh ở bên trong nhà tù này chủ yếu là người dân tộc Pháp, nó sử dụng người dân tộc. Thì sau đấy khi mà mình học tập tiếng Thái thì mình cũng đã giác ngộ tuyên truyền cho một số binh lính. Hay giới thiệu với anh chị là trại giam lớn thì là khu vực đã được phục chế lại vào năm 1994. Hiện nay thì đã được bảo tàng cải tạo trở thành phòng trưng bày. Ở đây thì có rất nhiều các tư liệu và hiện vật liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của nhà tù. Đầu tiên thì giới thiệu với anh chị ở giữa này là nhóm tượng bất khuất của nhà điêu khắc Trần Tuy, khắc họa lại cuộc đấu tranh của 156 tù nhân bên dưới xà lim ngầm. Đây là hình ảnh các đồng chí đang vắt chia nhau từng giọt nước nhưng vẫn dương cao được ý chí đấu tranh kiên cường và bất khuất. Đặc biệt là ở đây thì cũng giới thiệu với anh chị lý do mà thực dân Pháp lựa chọn cái khu vực đồi Khao Cả này hay lựa chọn Sơn La để làm nơi xây dựng nhà tù. Đầu tiên là chúng đã khảo sát và nhận định rằng đây là một nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Năm 1939 khi mà đồng chí Xuân Thủy bị đẩy lên giam cầm ở nhà tù Sơn La thì đã sáng tác 4 câu thơ viết về khí hậu ở nơi đây. Non cao bốn mặt trùng trùng, ngàn cây man mác rậm rừng hoang vu, một vùng trời đất âm u, đêm hiu hắt lạnh, ngày mùa hè sương. Đấy, và chính vì cái khí hậu khắc nghiệt này mà thực dân Pháp đã cho khảo sát cái khu vực đồi Khao Cả và lựa chọn nơi đây để làm nơi xây dựng rất nhiều các cơ quan hành chính và đặc biệt là nhà tù. Đây là một số các cái bản đồ khảo sát mặt bằng và bản vẽ thiết kế nhà tù Sơn La. Sở kiến trúc thuộc Nha Công trình Bắc Kỳ đã hoàn thành vào năm 1907. Đầu năm 1908, thực dân Pháp đã bắt đầu cho xây dựng nhà tù Sơn La và gấp rút hoàn thành vào cuối năm đó, với tổng diện tích sau 3 lần xây dựng và mở rộng là 2.184 m². Đặc biệt ở bên dưới này thì có một cái bản vẽ nhà tù. Trước đây thì thực dân Pháp có ý định là xây dựng thêm một cái nhà tù mới gần với nhà tù Sơn La. Âm mưu của chúng là để có thể giam giữ thêm khoảng 500 đến 800 tù nhân chính trị với diện tích là gần 4.000 m². Và khi đó thì chúng đã sử dụng nhân công hoàn toàn đều là tù nhân chính trị ở nhà tù Sơn La. Và lúc đó khi mà biết được âm mưu đó của thực dân Pháp thì các đồng chí đã họp lại với nhau và quyết định là trong cái thời gian thi công sẽ cố tình lãn công làm ẩu. Và thậm chí khi mà phát hiện ra trong cái bản vẽ thiết kế không có đường ống thoát nước thì các đồng chí cũng không báo cáo lại. Chính vì thế, bước sang năm 1941 thì nhà tù mới đã hoàn thành xong phần móng và phần tường bao quanh. Thế nhưng do là thi công không đảm bảo và mùa mưa năm đó lại kéo dài, chính vì thế mà công trình đã sụp đổ và không được đưa vào sử dụng. Đấy, còn như anh chị quan sát ở đây thì anh cũng vừa giới thiệu rồi. Thực ra ở nhà tù Sơn La thì cái lực lượng công sứ kiêm giám binh là người Pháp ở Sơn La rất ít. Chủ yếu thực dân Pháp sử dụng lính khố xanh, chính là những người dân tộc địa phương để làm tay sai cho chúng. Theo chính sách đó là dùng người Việt để trị người Việt. Bởi vì khi mà đẩy chủ nhân chính trị lên giam cầm tại Sơn La, trước đó là thực dân Pháp đã đi tuyên truyền và rêu rao với các tù, với các bà con ở đây rằng tù nhân chính trị thì họ đều là những kẻ cướp của giết người ở dưới xuôi bị đẩy lên đây giam cầm, và chúng đề nghị bà con không được chứa chấp hay giúp đỡ. Khi đó còn treo thưởng rất cao cho đồng bào nhân dân Sơn La là nếu như ai bắt được một tù chính trị vượt ngục thì sẽ được thưởng 20 đồng bạc trắng, tương đương với 5 tạ muối lúc bấy giờ. Còn nếu chặt đầu đem về thì sẽ được thưởng cao hơn. Đấy, sau đó thì khi mà chi bộ học tập được tiếng Thái thì lúc đó ta đã tuyên truyền và giác ngộ được cho rất nhiều binh lính. Đấy, còn bên dưới này thì có trưng bày một bức ảnh chụp toàn cảnh nhà tù Sơn La sau khi trải qua hai cuộc ném bom. Hiện nay nhà tù cũng đã được phục chế lại khá là nhiều rồi. Đây là một số dụng cụ để kìm kẹp tù nhân chính trị. Công cụ để kìm kẹp tù nhân ở nhà tù Sơn La. Thì như anh chị nhìn thấy là những cái công cụ này cũng rất là đơn giản thôi, chỉ có ổ khóa rồi chìa khóa cùng chân cùng tay. Và như lúc này anh chị vừa tham quan từ cổng chính và đến tận trại giam lớn thì cũng không thấy ở nhà tù này có bất cứ một cái công cụ để tra tấn tù nhân nào giống như ở những nhà tù khác. Ví dụ như ở nhà tù Côn Đảo có hệ thống chuồng cọp, hay nhà tù Hỏa Lò Hà Nội sẽ có máy chém để hành hình tù nhân. Tuy nhiên nhà tù Sơn La thì không như vậy. Tù nhân khi mà họ lên tới đây là họ đều đã thành án rồi, chỉ lên đây để chịu án, vì thế thực dân Pháp không có quyền được làm những điều đó. Thế nhưng ngược lại thì chúng lại sử dụng chính cái sự khắc nghiệt ở ngay tại địa phương để khiến cho tù nhân sẽ tự chết dần chết mòn vì khí hậu, vì chế độ ăn ở kham khổ và vì bệnh tật, đặc biệt là căn bệnh sốt rét ở đây hoành hành rất là dữ dội.
Đấy, và âm mưu của thực dân Pháp thì cũng đã lộ rõ qua một trích thư của công sứ Sơn La Thanh Vũ Lốp gửi cho thống sứ Bắc Kỳ vào năm 1932. Xin ngài cứ tiếp tục gửi chính trị phạm lên Sơn La. Bọn này nếu ở Hỏa Lò là những hạng hung hăng khó trị, thì rồi đây sau khi lên tới Sơn La, chỉ trong vòng 6 tháng, vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng suy nhược và trở nên hiền hòa. Vâng, và chính vì lý do này, nhà tù Sơn La thực dân Pháp đã xếp hạng đứng thứ 2 chỉ sau nhà tù Côn Đảo trong hệ thống các nhà tù của thực dân Pháp trên khắp đất nước Việt Nam. Và từ năm 1930 cho tới năm 1944, thực dân Pháp đã đẩy lên giam giữ tại đây tổng cộng là 1013 lượt tù nhân. Và từ năm 30 cho tới năm 1933, đây là khoảng thời gian mà số lượng tù nhân ở đây lên tới cao nhất, đó là gần 500 tù nhân bị giam giữ ở bên trong nhà tù. Đấy, và đặc biệt là quãng đường đi đầy của tù chính trị từ Hà Nội lên tới Sơn La thì cũng vô cùng khắc nghiệt. Để cho em đứng ở đây đi. Đấy, ở đây thì anh chị có thể quan sát sơ đồ tuyến áp giải tù nhân từ Hà Nội lên Sơn La. Tù nhân ở nhà tù Sơn La thì đều đã bị kết án ở tòa đại hình Hỏa Lò Hà Nội, sau đó sẽ bị đưa lên đây giam cầm. Từ Hỏa Lò Hà Nội mà đi lên tới chợ bờ Hòa Bình, tù nhân sẽ bị nhốt trong những chiếc xe tải bịt kín. Còn từ Hòa Bình lên tới Sơn La, với quãng đường dài hơn 200 km đường rừng, thì từ đây tù nhân sẽ phải đi bộ trong 12 ngày đêm để lên tới nhà tù. Và lúc đó thì để áp giải tù nhân được an toàn, thực dân Pháp sẽ cùng tay phải của tù nhân này với tay trái của tù nhân kia để tạo thành một đôi. Và mỗi người thì còn phải lê theo một chiếc cùng chân với đoạn xích sắt dài 50cm. Và lúc đó cứ 10 đôi tù nhân như vậy thì chúng lại dùng một chảo dây thừng để sâu tất cả thành một chuỗi. Và chính vì thế mọi sinh hoạt của tù nhân ở đây đều rất bất tiện. Nếu như trong đoàn tù mà có một tù nhân bị ngã thì cả đoàn sẽ bị ngã theo. Và trong đoàn có một tù nhân có nhu cầu đi vệ sinh thì cả đoàn tù sẽ phải cùng đi theo để chịu đựng. Lên tới nhà tù Sơn La thì mỗi một tù nhân sẽ đều có một hồ sơ bao gồm ảnh chụp và thông tin rất chi tiết. Hiện nay ở nhà tù có lưu giữ được gần 500 bộ hồ sơ. Và đây là hồ sơ của đồng chí Đặng Xuân Khu, tức đồng chí Trường Chinh đang được trưng bày. Có ý kiến của trưởng giám mục về hạnh kiểm, đạo đức và sự hối cải của phạm nhân Đặng Xuân Khu. Đây trong này có ghi là đến Sơn La ngày 3 tháng 3 năm 1933. Hạnh kiểm rất xấu, cầm đầu tất cả mọi phong trào bí mật và chắc chắn là một cộng sản, đề nghị không được giảm án. Vâng, và ở nhà tù này có những đồng chí bị đẩy lên đây giam giữ đến 2 lần. Như đồng chí Xuân Thủy, lúc nãy anh chị vừa được đọc bài thơ của đồng chí trong lần bị đẩy lên đầu tiên vào năm 1939 và lần thứ hai vào năm 1941, khi đó đồng chí đã sáng tác bài thơ Lại đến Sơn La. Vâng, và đặc biệt trong bài thơ này thì có câu thơ tháng tháng cơm sôi đau cả bụng. Trước đây thì các tù nhân chính trị họ đều là người ở dưới xuôi, mà người dưới xuôi lại quen ăn cơm gạo tẻ. Thế nhưng khi bị đẩy giam lên tới nhà tù Sơn La, thực dân Pháp đã bắt các tù nhân ở đây phải ăn cơm gạo nếp quanh năm giống như đồng bào dân tộc. Và đặc biệt là trước khi nấu thì chúng sẽ đem thứ gạo nếp đó đi ngâm với nước vôi trong để hạt gạo trông thì rất to mẩy, trắng ngần. Thế nhưng thực chất là đã mất hết chất dinh dưỡng và vitamin. Tù nhân lúc đó cứ tưởng là mình được ăn thứ gạo ngon của vùng núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng cứ ăn vào nhiều ngày thì bụng ai cũng đau quặn rồi chân tay sưng phồng. Sau đó họ mắc căn bệnh phổ thủng rất nặng. Vâng, chính vì thế khi mà bị cùng chân trong những chiếc cùng này thì nó sẽ bó khít chân của các tù nhân. Khi mà cai ngục sập cùng xuống và khóa lại thì cổ chân của các tù nhân sẽ bị chật khít trong những cái lỗ cùng. Rồi các tù nhân ở đây khi mà bị cùng chân thì họ không thể xoay trở hay là co duỗi được một cách thoải mái. Có những người bị tứa máu, tím bầm rất đau rát. Và thậm chí những tù nhân nào mà bị phạt cùng nằm ở đây lâu ngày thì còn có thể bị hoại tử, bị lở lét khắp vùng cổ chân. Dã man nhỉ. Đấy, và cùng với khí hậu khắc nghiệt, rồi chế độ ăn ở và bệnh tật thì hàng ngày thực dân Pháp còn trút lên đầu tù nhân rất là nhiều những cái công việc lao động nặng nhọc như nổ mìn, phá đá, đẩy xe chở nước, xe chở gạo, khai thác gỗ, vân vân. Và những công việc này sẽ kéo dài từ sáng sớm cho tới tối mịt. Đây, và có hình ảnh mỗi một tốp tù nhân đi lao động thì sẽ đều có lính canh mang súng đi kèm, và bọn chúng cũng luôn tìm mọi cái lý do để có thể vô cớ đánh đập tù nhân của ta. Khổ sai. Khổ sai. Thế mà cũng chính vì những cái chế độ tù đầy hà khắc ở nhà tù Sơn La mà vào năm 1935 thì Hội đồng Thống nhất đã ra đời. Đây là một tổ chức để tập hợp sức mạnh tù nhân, đấu tranh chống lại thực dân Pháp và đòi lại những quyền lợi cho các tù nhân ở đây. Năm ấy thì đồng chí Trường Chinh đã được bầu làm chủ tịch của Hội đồng Thống nhất. Và Hội đồng Thống nhất thì cũng chính là tiền thân của chi bộ nhà tù Sơn La.
Đây sang phía bên đây thì giới thiệu với anh chị. Vâng, đúng rồi đấy. Đây là chân dung của 5 đồng chí đã từng giữ chức vụ bí thư chi bộ qua từng thời kỳ, từ năm 39 cho tới năm 45 khi nhà tù này được giải phóng. Duy nhất ở đây là có đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh trong nhà tù. 4 đồng chí còn lại sau này họ đều giữ các chức vụ rất cao của Đảng và Nhà nước. Ở đây như đồng chí Nguyễn Lương Bằng, sau này là Phó Chủ tịch nước, đồng chí Trần Huy Liệu, Viện trưởng Viện Sử học đầu tiên của Việt Nam, đồng chí Lê Thanh Nghị là Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên. Thế là toàn những các đồng chí gọi là... Đây ngay bên dưới này thì anh chị có thể quan sát chính là tấm bia đá có khắc tên đồng chí Tô Hiệu và chúng ta tìm thấy được cùng với phần mộ của đồng chí vào năm 1980. Trước đây khi mà chi bộ ra đời thì các đồng chí đã tổ chức đấu tranh, cũng đòi được những cái quyền lợi cho các tù nhân chính trị và cũng có quyền được nhận thư từ gia đình gửi vào. Thì đây chính là một số các loại báo chí mà các cái tổ chức của Đảng ở dưới xuôi gửi cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng để đồng chí có thể nắm bắt được tình hình cách mạng trong nước cũng như là quốc tế. Đây là nắp của bể nước ngầm. Vâng. Trước đây thì thực dân Pháp cũng sợ là tù nhân sẽ múc trộm nước ở bể nên là đã bắt đồng chí Bùi Phong Tư đổ cái bể nắp bể nước này vào ngày 27 tháng 6 năm 1942. Đồng chí Bùi Phong Tư cũng đã ký tên mình vào đây ạ. Đồng chí tên thật là Nguyễn Đức Thuận, cũng là tác giả của tác phẩm Bất Khuất về nhà tù Côn Đảo. Nếu như có thời gian thì anh chị có thể tìm đọc. Thế ở đây thì như anh chị quan sát thì khi mà chi bộ nhà tù Sơn La ra đời thì có rất là nhiều chủ trương mà chi bộ đã đặt ra cho các tù nhân chính trị. Đầu tiên và quan trọng nhất phải kể tới chính là tổ chức học tập để nâng cao hiểu biết cho anh em tù nhân cũng như là để phục vụ cho cách mạng. Và đặc biệt là bên dưới này thì còn có trưng bày bức ảnh hộp đựng tiền của chi bộ nhà tù Sơn La. Thế thì tại sao mà trong tù các đồng chí lại có được tiền như vậy? Thì mời anh chị sẽ di chuyển sang phía bên này. Ở đây như anh chị quan sát là khi mà chi bộ nhà tù Sơn La ra đời thì các đồng chí cũng đã bầu ra được rất là nhiều ban. Họ đã hoạt động kín kẽ và chặt chẽ, giống y như một mô hình nhà nước thu nhỏ. Đặc biệt nhất là có ban kinh tế hoạt động rất là hiệu quả do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm trưởng ban. Khi đó đồng chí đã cử như anh em giỏi tiếng Pháp sẽ đi thương thảo với thực dân Pháp là hãy cho tù nhân được tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn. Rồi các đồng chí tranh thủ khi đi ra ngoài lao động thì gieo rau sạch ở bên suối. Và những lúc mà rau ăn không hết, họ còn đem về chia cho đồng bào nhân dân địa phương và các gia đình binh lính có cảm tình với cách mạng để làm công tác binh vận và dân vận. Và đặc biệt các đồng chí còn nhận thấy rằng đồng bào dân tộc ở đây đều đi chân đất, thế nên họ đã đẽo quốc mộc để bán cho bà con, rồi còn làm bàn trải, làm hoa giấy và đan cả rổ giá. Và số tiền thu về thì đương nhiên là một phần mình cũng phải trích cho thực dân Pháp theo đúng như thỏa thuận để chúng tiếp tục cho ta hoạt động. Còn tổng số tiền thì các đồng chí chia theo tỷ lệ rất là rõ ràng. 60% sẽ cho người làm ra sản phẩm đó được hưởng, 25% họ để vào quỹ chung của nhà tù và 15% còn lại các đồng chí để vào ban cứu tế và tổ hồng thập tự để có thể giúp đỡ và tương trợ các anh em tù nhân những khi ốm đau. Chính vì thế khi mà chi bộ ra đời và ban kinh tế hoạt động hiệu quả thì đời sống của tù nhân được cải thiện và số lượng tù nhân hy sinh cũng giảm đi rất nhiều. Đấy, và khi mà đời sống vật chất được cải thiện như vậy thì chắc chắn là đời sống tinh thần cũng sẽ được nâng cao. Các đồng chí ở đây họ đều là những người yêu văn thơ, chính vì vậy đã cho ra đời một tờ báo có tên là Suối Gieo. Và ở đây giới thiệu với anh chị, đồng chí Xuân Thủy là người nổi tiếng văn hay chữ viết đẹp đã được các anh em ở đây bầu làm chủ nhiệm của tờ báo. Đặc biệt là trong số báo đầu tiên ra đời vào tháng 5 năm 1941, khi đó đồng chí Xuân Thủy cũng đã sáng tác 4 câu thơ làm lời tựa. Và báo Suối Gieo thì cũng đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của tù nhân tại nhà tù Sơn La. Đấy, và ngoài cái việc học tập cũng như là tổ chức tăng gia sản xuất thì đặc biệt là chi bộ cũng chú trọng đến việc bồi dưỡng và đào tạo các đảng viên cho Đảng Cộng sản. Thì trên đây chính là danh sách 53 đảng viên chi bộ nhà tù giai đoạn từ năm 39 cho tới năm 45. Và hiện nay trong danh sách này còn có duy nhất cụ Mai Vi ở số 53. Đây là cụ nguyên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa và hiện nay vẫn còn đang sinh sống tại Hà Nội. Năm nay cụ Mai Vi là cũng hơn 100 tuổi rồi. Hơn 100 tuổi vẫn còn sống. Vâng. Đấy, và như anh chị quan sát thì trong những cái nhà tù nào cũng thế thôi, là các đồng chí đều chú trọng đến cái việc bồi dưỡng và đào tạo các đảng viên cho Đảng Cộng sản để phục vụ cho cách mạng. Thế nhưng tuy nhiên vào năm 1941 khi mà bị đẩy lên giam ở nhà tù Sơn La thì đồng chí Trần Đăng Ninh đã mang theo cái tinh thần của nghị quyết Trung ương 8, đó là Trung ương Đảng rất cần những cái đảng viên ưu tú
để quay trở về để lãnh đạo những cái phong trào cách mạng. Thế nhưng hiện tại thì những đảng viên này đều đang bị giam cầm trong các nhà tù thực dân đế quốc, và nhiệm vụ của các đồng chí là phải đưa họ trở về. Thì chính vì vậy khi mà chi bộ nhận được tinh thần của hội nghị Trung ương 8 của Trung ương Đảng thì đã quyết định là sẽ tổ chức cuộc vượt ngục cho các tù nhân ở đây. Thì cũng giới thiệu với anh chị, ở nhà tù Sơn La đã từng diễn ra hai cuộc vượt ngục. Thế nhưng cuộc vượt ngục năm 1943 là cuộc vượt ngục thành công duy nhất ở nhà tù này. Và đây cũng là cuộc vượt ngục duy nhất do chi bộ nhà tù tổ chức. Cuộc vượt ngục thành công đó thì đã đưa được 4 đồng chí đi về dưới xuôi an toàn, bắt liên lạc được với Trung ương Đảng và cũng tạo tiền đề cho cách mạng tháng 8 thành công tại Sơn La. Đó là đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đồng chí Nguyễn Văn Trân, đồng chí Lưu Đức Hiểu và đồng chí Trần Đăng Ninh. Các đồng chí ở đây họ đều là những người có sức khỏe, lại biết tiếng dân tộc Thái và đặc biệt đều là đảng viên của Đảng Cộng sản, đã từng có kinh nghiệm lãnh đạo. Vì thế đã được lựa chọn để tham gia vượt ngục. Và đặc biệt là các đồng chí đã vượt ngục với hình thức lợi dụng khi mà đi ra ngoài lao động. Họ đã tranh thủ đánh cháo với lao động tự giác ở tại địa phương rồi chạy nhanh tới bìa rừng. Khi đó các đồng chí đã thay quần áo của người dân tộc và cải trang làm những người dân tộc Thái đi buôn muối, buôn diêm và đi ngược về miền xuôi. Và đương nhiên những điều kiện thuận lợi đó đều đã được chi bộ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các đồng chí trong suốt 2 năm trời. Đặc biệt là một nhân tố góp phần vào thành công của cuộc vượt ngục mà chúng ta phải nói tới, đó chính là một người dẫn đường. Thì giới thiệu với anh chị, anh Lò Văn Giá là người thanh niên dân tộc Thái ở tại địa phương, cũng là người đã dũng cảm xung phong dẫn đường cho đoàn vượt ngục vượt qua 9 ngày đêm gian khổ và đi được tới hòa bình an toàn. Ở trên đây là bức phù điêu miêu tả lại cảnh các đồng chí chia tay anh Giá tại suối rút Hòa Bình năm 1943. Và khi mà đưa được các đồng chí đến hòa bình an toàn thì lúc đó các đồng chí cũng đã dồn hết tiền và thuốc men của mình đưa lại cho anh Giá và khuyên anh rằng đừng nên về nhà vội mà hãy tạm lánh lên vùng dẻo cao một thời gian, dạy chữ cho đồng bào Mông ở trên đó. Khi nào mà tình hình ổn định, chúng tôi bắt được liên lạc với Trung ương Đảng thì lúc đó anh hẵng quay trở về. Thế nhưng anh Giá chỉ đáp lại rằng các anh đi chót lọt là tôi mừng rồi, các anh không phải lo cho tôi khắc tự đã có cách đối phó. Và trong cuốn hồi ký hai lần vượt ngục của mình, đồng chí Trần Đăng Ninh đã từng viết rằng anh thanh niên Thái đưa chúng tôi đến đây là hết phận sự. Chúng tôi cùng anh chia tay bùi ngùi cảm động. Thuyền đã đi xa, chúng tôi còn ngoái lại, nhìn theo bóng người thanh niên Thái và khắc tên Giá của anh vào lòng. Và vốn vì rất lo lắng cho người con trai và người vợ ở nhà, thế nên ngay lập tức anh Giá đã quay trở về Sơn La. Tuy nhiên lúc đó khi mà vừa mới trở về tới sân nhà thì thực dân Pháp đã mai phục sẵn ở đó và chúng lao ra bắt anh ngay. Bởi vì khi mà thực dân Pháp phát hiện ra có tù trốn ngục thì chúng cũng khẳng định để mà có thể đi được chót lọt như vậy là phải có sự giúp đỡ của người địa phương. Chính vì thế lúc đó chúng đã cho thổi tù và rồi điểm danh hết số lượng người dân trong vùng và phát hiện được ở Châu Mường La có anh Lò Văn Giá vắng mặt cùng với thời điểm đoàn tù vượt ngục. Thế nên chúng đã khẳng định anh Giá là người dẫn đường. Và vì vậy khi mà chúng bắt được anh Lò Văn Giá thì cũng đã tra tấn đánh đập anh rất dã man, dùng nhiều thủ đoạn để mua chuộc. Tuy nhiên anh vẫn kiên quyết, không khai, không nhận và không biết tù nhân chính trị là ai. Chính vì thế sau một thời gian tra khảo, không khai thác thêm được gì và vốn là thực dân Pháp không có đủ bằng chứng để buộc tội. Vì vậy chúng cũng đã bí mật đưa anh Giá vào rừng và bắn thủ tiêu. Và anh Lò Văn Giá hy sinh năm 1943 khi lúc đó mới 24 tuổi và con trai anh mới được 2 tháng tuổi. Thì sau này vào năm 1994, anh được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và hiện nay tại quê hương của anh, nhân dân Sơn La cũng đã xây dựng một nhà tưởng niệm để cho các thế hệ mai sau chúng ta có thể ghi nhớ công lao của anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá. Không ạ, à, ngày xưa là chỉ thương anh ấy thôi. Vì ngày xưa là Pháp khi mà nó lên đây nó cai trị thì nó cũng phải tiến hành mị dân. Tức là một mặt là nói với người dân ở đây là mình là tốt, còn tù nhân là xấu. Như em vừa giới thiệu lúc nãy. Thì sau đó khi mà các đồng chí ở đây học tập được tiếng Thái thì đã tuyên truyền cho những cái binh lính cũng như là những cái người dân ở phía bên ngoài. Thì sau đấy thì họ cũng đã biết được và cũng đã giúp đỡ cho các tù nhân chính trị ở đây. Thế bên này thì cũng giới thiệu với anh chị là cùng với thành công của cuộc vượt ngục thì 4 đồng chí đã đi được tới Hà Đông, Hà Nội an toàn. Sau đó thì họ bắt liên lạc được với Trung ương Đảng. Và Trung ương Đảng đã cử đồng chí Bình Phương trở về làm người nối liên lạc giữa Trung ương và chi bộ. Họ cũng đã lựa chọn điểm di tích cây đa bản hẹo để làm nơi giao liên và cất giữ tài liệu. Chính từ đó thì chi bộ đã hoạt động dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng.
Và chính nhờ hoạt động hiệu quả như vậy, thế nên Sơn La đã giành được chính quyền vào tháng 8 năm 1945 và nhà tù Sơn La thì cũng đã được giải phóng vào thời gian đó. Đấy, còn bên này giới thiệu với anh chị, bên trên này là chân dung của cai đội, y tá và lính Hố Xanh, những người trước đây từng làm việc cho thực dân Pháp bên trong nhà tù, nhưng sau đó đã được chi bộ giác ngộ và cũng như là gây dựng được cơ sở cách mạng bên trong nhà tù. Và ngoài ra thì khi mà đi ra ngoài lao động thì các đồng chí cũng tranh thủ giác ngộ cả đồng bào dân tộc địa phương. Thì bên dưới đây chính là chân dung của các thanh niên ở trong tổ chức Thanh niên Thái Cứu Quốc. Họ cũng đều là bạn chiến đấu cùng với anh Lò Văn Giá. Và tổ chức Thanh niên Thái Cứu Quốc cũng chính là những hạt giống đỏ đầu tiên, và họ còn là những người đầu tiên đã ươm mầm cho cách mạng ở vùng núi Tây Bắc. Vâng, đặc biệt khi đó tổ chức Thanh niên Thái Cứu Quốc đã cho ra đời tờ báo Lắc Mương, có nghĩa là đất nước. Đây là tờ báo được viết bằng hai thứ tiếng và được các đồng chí ở đây họ sử dụng để tuyên truyền trong dân và trong binh lính rất hiệu quả. Đây bên dưới đây thì có một số các hiện vật mà các cái đoàn tù chính trị họ đã sử dụng. Cái này phải chiếc khăn phiêu không? Vâng, đúng rồi. Đây giới thiệu với anh chị, ở nhà tù Sơn La thì cùng với cái thành công của việc hình thành chi bộ nhà tù, rồi tổ chức những hoạt động trong tù và học tập, thì đặc biệt là các đồng chí cũng chăm chút cho cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần của tù nhân ở bên trong này. Và đặc biệt là một trong những cái hoạt động đấu tranh thành công nhất của chi bộ mà chúng ta phải kể tới chính là họ đã được quyền tổ chức một cái Tết vào năm 1942. Năm ấy thì Ủy ban Hàng trại cũng đã thương thuyết rất là khéo léo với thực dân Pháp là hãy cho tù nhân được tổ chức một cái Tết theo đúng phong tục cổ truyền và chúng ta hứa là sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chúng. Tổ chức Tết chỉ để cho các tù nhân ở đây vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà. Và sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng tên công sứ cũng đồng ý. Hắn cũng chỉ có một điều kiện là các đồng chí sẽ không được vi phạm quy định trật tự chung của nhà tù. Và như vậy là cái Tết năm ấy thì đã có cả đào, rồi cả bánh trưng xanh và đôi câu đối đỏ treo trước cửa nhà bếp, trước cửa các khu trại giam và thậm chí là trước cửa cầu tiêu cũng được các anh em tù nhân ở đây treo câu đối. Cái Tết năm ấy thì đã diễn ra trong vòng 3 ngày. Các đồng chí tổ chức được rất là nhiều các hoạt động vui chơi như là thi hát ả đào, thi diễn ca kịch, rồi đánh tổ tôm, thu hút được rất nhiều vợ con binh lính cũng như giám mục cùng tham gia. Và một hoạt động được các đồng chí hưởng ứng nhiệt tình nhất thì đó chính là cuộc thi viết câu đối. Đây là đôi câu đối được bình chọn là hay nhất vào cái Tết năm 1942. Đôi câu đối của đồng chí Trần Huy Liệu: hẹn với non sông đưa mới lại, mở toang cửa ngục đón xuân vào. Vâng, đôi câu đối được bình chọn là hay nhất đã được các đồng chí khắc trên hai ống tre già và treo trước cửa trại giam lớn này trong vòng 3 ngày Tết. Và sau 3 ngày Tết đó thì có một tên lính Pháp, không biết là hắn có hiểu được ý nghĩa của đôi câu đối này hay không, thế nhưng hắn đã xin các đồng chí mang về và treo ở trong nhà của mình. Đây là các dụng cụ như đây, một số các cái công cụ mà nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nổi dậy đấu tranh giành lại chính quyền. Tỉnh Sơn La thì đã giành được chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Cái con bên này thì như anh chị quan sát thì đây cũng chính là một phần kiến trúc trước đây của trại giam lớn. Một bên thì sẽ là sàn gỗ và một bên sẽ là sàn đá xi măng. Phía trong cùng thì chính là hệ thống cầu tiêu nổi của các tù nhân. Ở bên này thì có hai bức tượng mô phỏng cảnh các đồng chí đang tổ chức biên tập và viết báo dưới reo. Thế và như anh chị quan sát thì chỗ các đồng chí đang viết báo là có một cái bóng điện. Trước đây thì khi mà đi ra ngoài lao động là các đồng chí đã để ý thấy cái bên khu vực hành chính của Pháp là có điện, thế nên họ đã tranh thủ đi xuống dưới khu phố chợ Trường Lề ở ngay bên dưới chân đồi Khao Khả để mua bóng điện. Sau đó khi trở về, các đồng chí đã thu trộm điện của Pháp. Chính vì vậy mà họ có điện để viết báo buổi tối bên trong các phòng giam. Và buổi sáng khi mà đi ra ngoài lao động sẽ quấn cái bóng điện này lên trên trần nhà. Và như vậy là thực dân Pháp sẽ không thể phát hiện được, bởi vì là các đồng chí thì luôn lựa chọn những cái khu vực thứ nhất là gần cầu tiêu, thứ hai là đặc biệt là cái khu vực cầu tiêu như em vừa giới thiệu là một nơi rất là hôi thối, sản sinh nhiều bệnh tật, nhưng đó cũng chính là một nơi rất là an toàn để các đồng chí đi vào trong đó viết báo cũng như là cất giữ tài liệu ở bên trong. Những cái này là ngày xưa hết rồi không? Cái này được phục chế lại hết rồi. Lại phục chế lại rồi đúng không? Thì ngày xưa là cái khu vực này là mất hoàn toàn rồi. Đây, và cùng với những giá trị lịch sử to lớn, năm 1962 thì nhà tù Sơn La là một trong những di tích đầu tiên đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Và đến năm 2014 thì đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Nhà tù Sơn La. Thế và sau này thì có rất là nhiều đoàn cựu tù chính trị phạm, các bác đã quay trở lại thăm nhà tù. Đấy, như có hình ảnh đoàn của đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Thanh Nghị, đồng chí Mai Chí Thọ và rất nhiều đồng chí khác. Các đồng chí đã quay trở lại nơi mình đã từng bị giam giữ. Nhưng mà hơn 500 tù nhân giam giữ đấy thì cái lượng sống sót còn đủ đến một lửa không? Cũng có khá là nhiều chị ạ. Bởi vì có những người lại bị đẩy lên hai lần cơ, kiểu thế.
và có những, tức là giam ở đây không phải là giam lâu, ví dụ có những người giam 3 tháng, có những người giam 2 tháng, có những người giam 1 năm, 2 năm. Mà như đồng chí Nguyễn Lương Bằng là bị giam ở đây lâu nhất, là gần là hơn 8 năm ở bên trong nhà tù này, vì đồng chí bị kết án tù chung thân. Đấy, bên này là một số hình ảnh sau này thì các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng cũng đã từng đến tham quan di tích. Đặc biệt là trong cái nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 4 năm thành lập khu tự trị Thái Mèo, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã tới viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1959. Đây cũng là một cái sự kiện lịch sử rất là tiêu biểu của tỉnh Sơn La. Và cũng chính vì để ghi dấu cái sự kiện lịch sử này thì Trung ương Đảng và Chính phủ đã phê duyệt cái công trình xây dựng quảng trường Tây Bắc ở tại trung tâm thành phố Sơn La. À, để anh vừa mới đi xong ở quảng trường Tây Bắc, quảng trường đẹp. Đúng rồi. Đẹp nhất ở cái sự kiện này. Tỉnh Tây Bắc luôn. Tiếp theo thì mời anh chị mình sẽ di chuyển qua cái khu vực này để mình đi ra bên ngoài. Ở đây được gọi là nhà bàn giấy, là một trong những cái khu vực hành chính của thực dân Pháp. Nhà bàn giấy là khu vực hành chính. Tức là để làm những công việc giấy tờ ở đây. Và khi mà tù nhân đi ra ngoài lao động thì giống như lúc này em vừa dẫn anh chị đi từ cái cổng chính đi qua cây đào, thì cái con đường đấy là con đường lính canh được đi chứ tù nhân là không được đi. Mà tù nhân chỉ có đi qua, đi ra khỏi những phòng giam và đi qua con đường này để đi ra ngoài lao động. Và phải dừng ở cái khu vực này thì thực dân Pháp chúng kiểm soát số lượng rất là gắt gao. Đây là có bị lọt ai ra ngoài sẽ ai số thôi. Bên này thì sao em? Bên này chính là cái trại giam nữ mà lúc em giới thiệu với anh chị là mở rộng năm 40. Âm mưu là để giam tù nhân nữ. Nhưng mà có giam... Thế nhưng mà âm mưu đó thì không thành công. Chính vì thế mà nhà tù Sơn La thì không có giam cầm tù nhân chính trị nữ. Đấy, phòng giam bên này cũng chỉ giam tù nhân nam thôi. Thế là đây là chỉ là làm. Trước đây thì lúc mà Pháp Pháp mà muốn là ở trong Côn Đảo là có cả nhà tù nữ đấy. Có, Côn Đảo có, Hỏa Lò có, tức là Pháp nó muốn đưa tù nhân nữ ở nhà tù Hỏa Lò lên đây. Thế nhưng mà lúc đấy thì anh em tù nhân ở đây và ở nhà tù Hỏa Lò là chi bộ đã đấu tranh để không đưa tù nhân nữ lên đây, bởi vì là cái quãng đường mà đi lên đây như em vừa giới thiệu là đi bộ rất là vất vả, mà các tù nhân chính trị nữ là sẽ không chịu được và chắc chắn là sẽ hy sinh ở trên đường đi. Thế nên là họ đã đấu tranh rất là quyết liệt. Thì chính vì thế mà âm mưu đấy thì không thành công. Vì thế mà thực dân Pháp thì không có đưa được tù nhân chính trị nữ lên đây giam giữ. Đấy, ở dọc con đường này thì có trưng bày triển lãm ngoài trời Vượt Ngục năm 1943, chính là cái cuộc vượt ngục duy nhất thành công mà em vừa chia sẻ với anh chị bên trong khu vực trại giam lớn. Đây là cái này là những cái buồng giam mà. Vâng, toàn là lớn các phòng giam hết. Nói chung là chủ yếu là các phòng giam tập thể, nhưng mà duy nhất là chỉ có đồng chí Tô Hiệu là bị giam một mình ở cái khu vực cái góc tam giác đấy. Ở đây thì cũng chia sẻ thêm với anh chị một chút, đó là sau này khi mà biết tin anh Lò Văn Giá hy sinh thì đồng chí Nguyễn Văn Trân là một trong 4 người vượt ngục năm 1943. Đồng chí đã quay trở lại Sơn La và nhận con của anh Giá làm con nuôi và nuôi ăn học. Thì bên đây là bức ảnh đồng chí Nguyễn Văn Trân chụp ảnh cùng với gia đình con của anh Lò Văn Giá. Đồng chí chính là người đàn ông đeo kính duy nhất trong bức ảnh và cũng chỉ vừa mới mất năm 2018 và hưởng thọ được hơn 100 tuổi. Trước đây thì đồng chí từng là nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội. Còn bên này là hình ảnh khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá tại quê hương của anh, bản Cọ, Trường An, thành phố Sơn La. Hiện nay thì tại Sơn La thì cũng có con đường và những ngôi trường học mang tên anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá. Đây, cái này là cái cổng ghi năm 1931 luôn này. Cái này chắc là vẫn còn nguyên bản đấy em nhỉ? Cổng đấy là còn nguyên đấy nhỉ? Nguyên bản ngày xưa đấy. Khu vực tường ở bên ngoài này là hầu như còn nguyên này, kể cả những cái buồng giam. Bức tường ở đây là toàn là bộ là xây bằng đá hết đấy đúng không? Đá này, có đá gạch dày. Nữa. Đá ở đây là tường này là xây dày bao nhiêu em? 60cm ạ, khoảng từ 30 đến 60. Làm bằng đá và gạch, ngày xưa là có trộn thêm cả xi măng rất là mật mía. Khá là chắc chắn. Ở đây thì cũng chia sẻ với anh chị câu chuyện về một cuộc vượt ngục không thành công diễn ra vào năm 1941 của hai đồng chí người Cao Bằng là đồng chí Đàm Văn Lý và đồng chí Đàm Văn Sàng. Hai đồng chí khi mà đi ra ngoài lao động thì đã nhân lúc thực dân Pháp sơ hở chạy trốn vào trong rừng. Tuy nhiên là lúc đó các đồng chí lại không biết đường, không biết tiếng địa phương và còn mặc nguyên cả bộ quần áo của tù nhân. Chính vì thế đã bị phản động địa phương bắt được và đồng chí Đàm Văn Lý đã bị chúng chặt đầu về đổi lấy 5 tạ muối của thực dân Pháp. Còn đồng chí Đàm Văn Sàng thì chạy trốn vào trong rừng sâu và mất tích. Phần đầu của đồng chí Đàm Văn Lý bị đặt trên một chiếc thùng gỗ và bêu tại khu vực này 3 ngày cho phơi nắng phơi sương. Thế như em vừa giới thiệu thì đây cũng là con đường duy nhất đi ra ngoài lao động của tù chính trị. Vì thế tên cai ngục đã bắt các tù nhân đi qua đây là phải nhìn vào đầu của đồng đội mình để làm gương.
Lúc đó thì hắn cũng luôn nói với các tù nhân ở đây rằng đừng tìm cách trốn, bởi vì thổ dân ở đây sẽ đem đầu của các anh về để đổi lấy muối. Vâng, và sau 3 ngày thì chi bộ nhà tù đã đấu tranh với cai ngục để chôn cất đầu của đồng chí Đàm Văn Lý. Và cũng chính vì cuộc vượt ngục tự phát không thành công này mà chi bộ đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt trong vòng 2 năm. Thì chúng ta mới có được một cuộc vượt ngục thành công vào năm 1943. Và cũng chính cuộc vượt ngục thành công đó đã tạo tiền đề cho cách mạng tháng 8 thành công tại Sơn La. Và nhà tù Sơn La thì cũng đã giải phóng vào tháng 8 năm 1945. Vâng, và hiện nay thì khu di tích này cũng đã trở thành một cái địa chỉ đỏ, làm nơi giáo dục truyền thống cho rất là nhiều các thế hệ, và đặc biệt là thế hệ trẻ khi mà đến với Sơn La. Thế và đây cũng là điểm cuối cùng ạ, trong hành trình tham quan của mình. Nhìn ở trên này ở Sơn La ngoài đào, nhiều mận ra lại còn rất nhiều đào. Đây toàn những cái đào cổ thụ đấy nhỉ. Khách ở đây là họ cứ bảo là họ sẽ há mồm ra để đợi đào rụng xuống. Anh thấy là ở dưới này là có cái bức tường đổ này là... Bên dưới này là cái trại giám ngục anh ạ. Là nơi ở của giám ngục ngày xưa canh gác nhà tù ấy. Nhưng mà hiện nay thì những cái công trình này nó cũng không còn được nguyên vẹn nữa rồi. Sau hai cuộc ném bom thì nó cũng đã bị phá hủy gần như là hoàn toàn. Đây có cái biển là khu vực nhà giám ngục. Đấy, hiện tại mình cũng có tu bổ lên một chút rồi. Tuy nhiên là hiện nay những cái này cũng chưa được đưa vào hành trình tham quan nữa. Đây rồi, đi anh em mình đi lên. Ủa cái xoài to nhá. Đây là cây muỗm ấy nhỉ? Móc chai anh ạ. Hả? Cây móc chai ạ. Ở đây gọi là móc chai á. Cây xoài núi lại gọi là cây móc chai. Nó là cây xoài núi đúng không? Móc chai là tiếng Thái à hay là? Em cũng không chắc là thế. Mọi người hay gọi là móc chai à? Em thấy gọi là cây móc chai. Ở trong chỗ bảo tàng nhiều lắm. Nhà tù nhìn như này làm sao mà vượt được nhỉ? Cao như này mà trên không, rất không nhiều mảnh được. Sành luôn. Xong không, rồi không vượt được. Không thể nào vượt này được. Lợi dụng mà lúc chỉ lợi dụng đi ra ngoài lao động thôi. Cái lúc mà chúng không đề phòng là mới vừa được, chứ còn trèo này mảnh sành nó cắt thì đứt da đứt thịt luôn. Mà ra ngoài cũng không trốn được đâu anh ạ. Trước đây thì kể cả có đi được, đấy đi ra ngoài lao động trốn mà cũng không thể chạy được. Bởi vì thứ nhất là không biết đường, thứ hai là ở đây thì mạng lưới phản động địa phương rất là nhiều. Đá. Họ xây ngày xưa không có xi măng mà kiểu... Có xi măng anh ạ. Có xi măng rồi đúng không? Có xi măng là nhưng mà kèm thêm cả mật mía ấy nhỉ? Có cả mật mía. Xi măng chở máy bay từ Hải Phòng lên đây. Còn đá thì khai thác ở ngay tại địa phương. Gạch với xi măng là lấy ở Hải Phòng lên đây. Như ở trên Sơn La rất là nổi tiếng với các loại quả như là... Nhiều quả lắm anh ạ. Mận hậu này. Bây giờ đang có nhãn này. Rồi có cả cà phê nữa em nhỉ? Có ạ. Cà phê Sơn La thì nổi tiếng. Bây giờ có đang có mùa xoài Yên Châu. Cũng rất là ngon anh ạ. Vâng. Mà bây giờ không có quả to, có quả nhỏ nhỏ này là thơm lắm chị ạ. Ở chỗ mấy chị này cũng đang bán. Xoài Yên Châu. Vâng. Nó thơm lắm. Mà đang mùa mà đang rẻ. Na Lạng Sơn. Ở Sơn La cũng có na anh ạ. Có. Na to như thế này có ở Mai Sơn. Na Mai Sơn mà to đùng đúng không? Vâng, nó lấy giống ở trong kìa. Nói chung là ở Sơn La thì nhiều hoa quả lắm. Bọn em không có gì. Anh nhìn thấy ở đây là hình như là có những cái lỗ châu mai à? Vâng, có. Đây là cái bức này là từ ngày xưa. Cái này cũng phục chế rồi anh ạ. Phục chế rồi đúng không? Nhưng mà anh thấy có cái lỗ châu mai này. Vâng, đấy. Ở ngoài thì khó bắn vào trong nhưng mà ở trong bắn ra ngoài rất là dễ. Đây những cái cây móc chai bên trong này như anh nhìn thấy nó rất là to. Đây này, anh em vào xem cái cây này. Nó rất là to và những cái cây này có từ cái năm mà Pháp xây dựng nhà tù là nó vẫn ở đây đến tận bây giờ. Đây. Đây mình không chảy ăn là chỉ để rụng. Không chảy được chứ nó cao quá. Rồi chỉ đợi nó rụng thì nhặt. Giờ đang nhờ em Tuyên chảy hộ đấy. Đợi rụng để nhặt. Đợi rụng để nhặt thế ạ. Đây mới gọi là đúng kiểu là. Ở đây thì mát lắm. Ui, ăn luôn. Vâng, ăn luôn được. Thơm không? Mình nhặt dưới đất ăn. Nó sẽ hơi chua chua và nó thơm. Đâu em thử luôn đi. Nhưng mà anh nghĩ là nó giống quả quéo, quả muỗm á. Nhưng mà cái giống này nó cứ tròn xe xe như quả trứng hết. Quả trứng hết như quả trứng. Anh cứ nhặt tự nhiên. Anh cứ nhặt tự nhiên đúng không? Anh có muốn trải nghiệm nhặt móc chai không? Thôi sau đây thì anh em mình cũng đi để khám phá cái ẩm thực ở thành phố Sơn La. Còn anh cảm ơn em rất nhiều. Em Linh đúng không nhỉ? Tiên ạ. Em Tiên nhỉ? Thủy Tiên.
À, nếu mà mọi người trong kênh khán giả kênh Sapa TV của anh mà muốn qua nhà tù chơi tham quan, muốn nghe em thuyết minh thì có thể liên hệ với em bằng số điện thoại nào nhỉ? Hay là cứ đến nhà tù Sơn La mà. Cứ đến đây thôi ạ. Bọn cứ em đến có đây. Rất là nhiều hướng dẫn viên vừa sinh mà lại hay. Rồi. Chị nào cũng sinh cũng nói hay. Thay mặt anh em cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em luôn luôn sức khỏe để có nhiều cái năng lượng đi giới thiệu thuyết minh cho mọi người nhé. Vâng, vâng. Cảm ơn em. Em nói chuyện là mấy lần anh suýt khóc ấy. Em thuyết minh. Cảm ơn em nha. Hôm nào lên thì giọng khỏe hơn thì sẽ nói hay hơn. Cảm ơn em. Ngoài cổng của nhà tù Sơn La thì mình thấy các cô người Thái ở đây đang bán một thứ quả mà mình cực kỳ thích ăn. Ôi cái quả gì đấy nhỉ? Mít em mít. Ôi đã chín chưa? Chín rồi đấy. Nhưng mà cái gai nó có đầy mấy đâu cô? Cái này mà cô bán bao tiền một quả này? Quả đấy 30.000. Quật luôn. Chị Tuyên, cắt ra 3 quả này mà. Ờ, đâu đâu, sao bán ra? Anh Hải ơi. Mê bổ bổ kiểu gì hả cô? Ơ, nhưng mà quả này chưa chín. Quả đấy chưa chín, nhưng mà ngày mai nó bộp bộp thôi. Này, anh Hải ơi, sao anh không bửa bên này đi? Đây, em cầm. Giống như mất ước ấy. Đây nữa đúng không? Mến thế. Đây không phải đâu. Nào để em kéo cuống ra cho. 1 2 3. Ôi, không được à. Nhìn này. Đây. Ôi. Ôi cả nhà ăn đi. Này. Cô thử đi cô. Nào. Ôi giời. Ôi tụt 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 đây anh ơi. Ăn lòng bỏ đi em cầm cái chậm lên cho. Này, nhìn mùi mít này. Ôi, nhìn đã nhỉ. Này, ôi, như cho anh Hải ngon hơn. Này, cho pơ này. Ừ. Ừ. Ôi, ngon quá. Thôi nhưng mà thèm lắm. Ăn đi cả nhà ơi. Ôi. Ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Ngon đấy nhỉ. Này, ngồi đây đi. Ừ. Đây, cô thấy. Chị không nghĩ là nó nhiều muối vậy luôn ấy. Nhưng mà nhìn à, ăn bên này giờ nhìn giờ nhớ đây cái mít tô lữ ấy nhỉ? Ăn cái này đi cô. Ôi, có ăn không cô? Ừ. Cô ăn mà cô để dành hộp. Nhưng mà anh em mà cất cái hộp được nhá. Đây, đây để vào cái này này. Cái hộp này mang đi luộc ngon nè. Này. Ôi. Ngọt thế ạ. Nhà mình có nhiều không cô? Nhiều lắm. cô cứ cười. Ở đây là mình búi tóc vừa. Đây là các cô là người Thái đen nên là toàn bộ là búi tóc hết. Cô là tăng cẩu rồi. Tăng cẩu rồi sao chị? Lấy chồng rồi, có con rồi. Cô là búi tóc lên cao. Cô thì chắc chắn là đã có chồng. Ngon. Già rồi. Ừ. Ngon lắm. Nào, không bữa nữa nè. Thấy con mận này bán như nào đây? Sọt này, sọt to cùng. À mình bán theo sọt là cô? À. Cái sọt này này. Cái sọt này là 250 một sọt. 250 một sọt. Sọt này là 300. Ờ, thế là sọt này luôn. Ừ, sọt hết nữa luôn, đều quả ngọt. Nếu mà các bạn khi đến bên này là tham quan nhà tù Sơn La mà các bạn không có thời gian để đi di chuyển xuống Mộc Châu ấy thì các bạn có thể là mua luôn ở đây, cô bán theo sọt luôn các bạn ạ. Một sọt này là khoảng 230 cân đúng không? 30 cân. Mà các cô bán chỉ 150, 200 đúng không cô? 200 một sọt 30 cân. Đấy. Mà quả rất là to luôn nhá. Bọn cháu là đang còn mấy chục cân ở trên xe, không thể tha nổi. Chứ không mà. Sau khi tham quan nhà tù Sơn La xong, anh muốn mời tất cả các em thưởng thức một món ăn mà nhất định anh em nên thử khi đến Sơn La. Đấy. Mọi người biết là món gì không? Đó chính là món tôm nhảy. Nhảy là tôm nó còn sống anh. Đúng rồi, tôm nhảy tách tách tách. À, món ăn đặc trưng của người Thái và có một nước chua gọi là nước thần thánh, nước măng chua đấy. Thì mời tất cả các bạn vào trong. Được nhà hàng mà mình lựa chọn thì là nhà hàng Thung Lũng Hoa Ban, nằm ở trên một quả đồi khá là cao. Đấy, mùi nước măng chua thơm. Này, mình vừa mới ăn mít xong mà. Đây. Hả? Giống bên mặt, đúng cái này bên mặt. Em thấy có mấy cái sạp dễ thương nhỉ? Đây, đằng này có mấy cái sạp anh em mình ngồi. Các em thích ngồi sạp hay ngồi nhà sàn? Ngồi sạp. Sạp đi anh. Ờ. Hay đường gấp đồ ăn. Ờ. Đây, đây là những cái sạp, những cái chòi. À, những cái mâm này giống mâm ở nhà mình này. Đấy. Mâm của người Thái. Nhà mình thì gọi là Tây Bắc thu nhỏ rồi. Hay mình lên chòi thứ hai nhá. Đây mình sẽ ngồi những cái chòi giống kiểu như thế này. Đây mời anh em lên tọa lạc ở chòi 2.
Welcome to ẩm thực người Thái ở Sơn La các bạn ạ. Khi đến Sơn La thì đối với cộng đồng người Thái ở trên này thì các bạn biết rồi là sẽ không thể thiếu được những món nướng. Đấy, và những món liên quan đến sâu bọ thì đây là có món là gà nướng mắc khén các bạn nhé. Gà nướng mắc khén. Còn đây là món bọ xít. Bọ xít rang. Nhưng mà bọ xít rang ở đây cực kỳ đặc biệt luôn. Đấy, sẽ rang không giống ở nơi nào đâu. Đây là món cá hấp. Tí nữa mình ăn thì mình sẽ bỏ ra sau. Còn đây là xôi. Đấy, đây là xôi thật đây này, chứ không phải là xôi mà xôi đùa à? Không phải là xôi mà giống kiểu là vừa nãy chị hướng dẫn kể nhà tù là ngâm vôi đâu. Đấy, xôi cực kỳ là chuẩn luôn. Và đây là cái nguyên liệu để chuẩn bị cho một món gọi là vô cùng đặc biệt khi đến với lại là Sơn La. Đó chính là món tôm nhảy. Đấy, còn đây là món măng xào với lại là rau không, đây là rau dạng kiểu rau thối. Rau thối. Đấy. Nhìn thì nó thối thôi nhưng ăn không hề thối. Và đây là món gỏi cá. Đây, đây là món gỏi cá này. Cực kỳ ngon luôn. Nói chung là cái nước mà để nó mà là làm quyết định nó thơm ngon ấy, đó chính là cái nước măng chua này. Mà nước măng chua không phải là tự nhiên mà các bác làm cái nước măng chua các bác đổ ra là nó sẽ ngon đâu. Không có đâu. Nước măng chua là phải được chưng cất cẩn thận. Đấy. Và đây là món mình rất thích khi đến đây. Đó chính là món chim câu xào với lại là quả cà pháo và rau răm. Mình thì thực sự chia sẻ thật với các bạn là đang khổ quá, à khỏe quá. Khổ với khỏe nên là phải ăn chim câu xào rau răm cho nó hạ bớt xuống. Giờ mời tất cả anh em chúng ta dùng đi. Đấy. Và khi đến đây, đối với những món ăn của người Thái thì như các bạn biết là không thể nào mà thiếu được cái món gọi là món chẩm chéo. Đây là món chẩm chéo sau khi pha chế xong. Đây là chẩm chéo ướt các bạn nhé. Còn nhà mình bán là chẩm chéo khô. Đấy. Còn nếu mà các bác nào mà muốn thưởng thức cái nước chấm chẩm chéo thần thánh ngon thơm này thì các bạn alo cho Hải và số điện thoại là 0974686389. Mua 2 lọ, Hải miễn ship mua 3 lọ, Hải tặng cho anh em 1 lọ luôn để cho các bạn được thưởng thức cái món chẩm chéo nước chấm thần thánh này. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm thưởng thức cái món gỏi này. Mời cả nhà ăn cơm. Còn cái bi đây là bi ăn chuối này. Cả nhà. Đấy, bi chuối với rau này. Đây, để xin phép anh em là gánh miếng đầu tiên. Gắp một phát hết nửa đĩa luôn. Đấy, mời anh em nhá. Rồi. Này phải đến 5 6 miếng cá ấy nhỉ. Tầm này không nói chuyện. Chậm hết. Anh xin phép làm phát thứ hai nha. Khác không? Thấy vị nào? Hơi chua chua nhưng mà hơi nồng nồng. Cá đặc biệt là không tanh. Yep, để mà cá nó không dai. Hơi lạ lạ một tí. Như họ dùng nước măng chua. Hơi chua chua vừa nãy anh nói. Nước măng chua cực kỳ là ngon luôn, nó thơm. Nên là nó là một cái loại... Để em thử miếng cá không. Đấy. Anh em cũng phải làm miếng to to mà ăn nó phải ngập mồm một chút. Cá này cá gì vậy anh? À, cá này là cá chấm em nhé. Bên này làm ăn gỏi khác ở bên bên mình. Bên mình thì có nước chanh là nhúng, hoặc còn tùy ai muốn ăn riêng thì mình tự ăn riêng. Còn bên này là trộn nước măng luôn, nó có độ thơm của măng rồi đấy. Chính xác. Đây, mời anh em nhá. Nhiều rau thơm, rồi hạt nè, rồi là hạt thơm. Cái nước măng chua chị mang nét đặc trưng riêng luôn á. Coi như là vào đây là cá cũng đã chín rồi đấy. Tay trái cơ bản là hơi tay trái à. Nhưng mà em thấy ăn gỏi cá ở đây có gì đặc biệt không? Cái gỏi cá ở đây khi mà các bạn mang ra thì các bạn nhìn đây này, những cái thớ thịt của những cái miếng cá nó vẫn còn rất là đỏ mà tươi đẹp, nó không bị nhợt, nó không bị trắng bệch ra. Đấy là cái bí quyết khi mà chúng ta lên mâm rồi ăn rồi bắt đầu nhà hàng họ với lại cho cái nước này vào, đúng không? Còn nếu mà mình mà cho cái nước này vào trước ấy, thì cá nó sẽ bị chín quá. Khi ăn mình mới trộn, mà ăn phải ăn món này đầu tiên luôn, mà phải ăn hết luôn em ạ, không phải để ngâm em trong này. Vừa mới ăn hai lá cá xong thì em rút kinh nghiệm. Một
là phải gấp nhiều cá như anh Hải. Ừ. Ừ. Hai là ăn cá không thôi. Chứ nếu mà một, tại vì cái nếu mà nhai kỹ nha là mình cảm nhận được cái độ béo của con cá này luôn á. Ừ. Đúng rồi. Nên là anh là gấp miếng to thế mà không có sự lựa chọn mà ngồi ngâm nghe đâu, cái này em phải ăn nhanh nhá. Ừ, ăn nhanh lúc mà cá nó chín là quá là ăn không ngon. Cá này nhai kỹ là béo. Mà ừ. Người ta thái vào cái rau, cái hoa rau ngon lắm vào ấy, ăn rất là ngon. Ăn rau nhiều thì lại không cảm nhận được cá nè. Ừ. Ngon. Ừ, nhớ mà. Ok chị. Ngon. Đấy, còn dĩa phải làm miếng nhiều cá. Ừ. Ừ. Ngập mồm. À. Ok không? Okay ẩm rồi. Thực của người Thái. Nếu mà tất cả những dân tộc thiểu số ở vùng núi Tây Bắc này thì đối với cộng đồng người Thái thì nói ẩm thực là cực kỳ phong phú, đa dạng các bạn nhé. Các món ăn thì tê tê, cay cay, nướng nhiều, nộm nhiều. Đấy, mà cực kỳ là ngon. Đối với Hải thì Hải cực kỳ là khoái cái cách mà người Thái chế biến những món ăn này. À. Bây giờ làm tí rau rút đi em. À, hay còn gọi là rau thối không, mình ăn lần lượt em ạ. Cứ một thịt nào mà xong rồi một cá lại sang rau nhỉ. Ừ. Đấy. Đây, mời anh em nhá. Mình ra miếng đầu tiên nè. Cái rau là có mùi hay hay vậy? Rau là mùi này rau thối. Không có thối nhưng mà không hề thối. Thế sao lại đặt cái tên xấu thế nhỉ? Không. Mùi đó. Này là cà rau rau thơm thì hay hơn nhỉ? Cái này là thơm mà. Vị nó hay là lá béo béo gì nhỉ? Nó ngậy nó thơm mà nó kiểu dạng cảm giác như là cái rau này ăn là nó rất là cuốn luôn. Phơ thử miếng chưa? Làm miếng to to nào. Này, mời anh em này. Nào. Ủa. Hả? Đã không? Một hai miếng mình không chưa quen nhưng mà ăn nhiều thì mình cuốn miệng ấy. Em ăn thân thân đế là kìa. Em lần đầu tiên ăn rau này luôn ấy. Ok không? Ngon lắm. Anh thích ăn nhưng mà ở đây lắm. Rau thối ngon. Anh cứ ăn nhiều rau thôi. Không nhưng mà cái món rau này ấy, là lúc mà các bạn làm ấy, là nó có một chút gai. Nó có hơi gai nhưng mà khi ăn thì nó không có gai nữa. Canh bon. Em ơi cái rau này là rau thối đúng không? Rau thối là lúc mà nó có gai nhỉ? Cũng làm nó gai. Để mình hỏi lại chắc rồi. Đây này, anh nhìn thấy luôn cái gai đây này. Đúng rồi. Này, toàn bộ là gai luôn này. Gai nó dài thế này cơ mà. Đó. Không nhưng mà nấu rồi. Sao ăn mà nó mềm. Nó non mà. Kiểu ăn nó chị. Nấu rồi. Và tiếp đến một món cũng rất là đặc biệt. Khi mà các bạn đi các bạn người Thái. Đây là món canh bon. Đấy. Canh bon này là nấu với lại là da trâu phải các bạn ạ, canh bon da trâu. Da trâu. Nào, đưa bát đây anh lấy cho. Mỗi người một bát. Cái này là giống như kiểu là súp ấy. Cảm ơn em. Thơm mà múc lên khuấy thơm. Nào, anh Mỹ bơ đâu. Canh bon này nếm không mấy là nó vẫn ngứa đúng không anh? Không, cái này không ngứa đâu em ạ. Biết nấu thì không ngứa. Nấu quá lá lốt. À, ở đây người ta nấu với cá, với... Cứ ăn đi mà biết được. Bố em phát hiện ra cái gia vị gì, nguyên liệu gì trong đấy. Trong này có cái này ở trong em hay gọi là cây môm á. Xong mà người ta có cho cả trâu ấy. Lá lốt hay sao ấy, lá lốt. Đúng rồi. Em chưa Pơ phát hiện ra cái gì trong đấy? Thịt trâu anh. Thịt trâu. Thế còn... thịt trâu hay thịt bò anh? Thế em ngửi mùi giống thịt trâu lắm. Thịt trâu, thịt trâu. Sao chén của em không có thịt trâu? Đấy là sao ăn ở nào chứ múc cũng không có thịt trâu. Đây, mời anh em nha.
Ở đây là nó có một chút cái gân trâu. Đấy, với lại là da trâu. Canh bon da trâu đối với cộng đồng người Thái là cực kỳ nổi tiếng các bạn nhá. Ngon quá. Hôm nay dễ ăn nhỉ? Ngon mày. Không? Không, không có khó ăn. Mày ăn nhưng mà món này phải ưu tiên là đem ra là ăn luôn, ăn nóng. Ăn nóng món ngon. Món này ngồi nên em nghĩ chắc sẽ không bằng. Về đây em là phải xơi món này mới chuẩn em này. Đây là món bọ xít. Nhưng mà em biết em ăn một con đi, xong rồi anh sẽ giới thiệu cho em cách họ làm cái món bọ xít này. Cực kỳ đặc biệt luôn. Em ăn mỗi người một con đi. Lên đều đi. Lên đều bọ xít. Ăn là phải cùng ăn đó bác ạ. Con này cầm tay nó trơn á. Mời anh em nhá. Anh em ơi! Em đánh mối rồi mà. Cầm tay đi. Anh chị em ơi! Ôi! Sơn à! Mai đỉnh! Anh em 26 à? 26, Mai đỉnh. Ủa? Chứ con bọ xít nhà ăn không chém mùi bọ xít. Chính xác. Đúng như Pơ nói, bọ xít không hề có mùi bọ xít. Mà có mùi bọ xít nhưng không có mùi bọ xít. Bởi vì là sao? Cái con... bọ xít này được xào bởi là nước măng chua. Người ta sẽ đổ rất nhiều nước măng chua vào để xào cái con bọ xít lên, giống như kiểu mình nấu canh ấy. Đến khi đó, khi nào mà có con bọ xít ấy nó khô hết lại cái nước măng chua lại, thì bắt đầu người ta mới cho mỡ vào, bắt đầu mới đảo tiếp lên, coi như là kiểu hai lửa ấy. Nên là con bọ xít cực kỳ là giòn ngon. Mà bọ xít ở đây được bóc hết cái cánh rồi các bạn nhé. Bóc hết cánh rồi, nên là ăn yên tâm, không sợ nó chọc vào mồm. Vẫn có cái mùi chị ha, nhưng mà không phải là mùi hôi khó ăn, mà nó vẫn là cái mùi của con bọ xít thôi, chứ nó không phải là mùi hôi. Nó cái mùi của nước măng chua với cả cái mùi của con bọ xít nữa. Này nhậu với bia là ui, cái loại này mà nhậu thì chấm hết luôn. Đây hỏi nào. Cây nhãn ha. Bác chị Tuyên ơi, cứ mỗi một con bọ xít thì một lon bia thì dễ này nhậu tới chiều. Nhớ bọ xít nó tan chảy trong mồm luôn. Giòn giòn. Nhiều khi là ngon đấy. Anh em đi ăn bọ xít ở nơi khác là hay bị con bọ xít ấy, người ta chưa bóc cái cánh ấy, nó chọc vào mồm, nó chọc vào cực kỳ khó ăn. Ăn bọ xít thì phải biết cách ăn ấy, không ăn là nó chọc vào mồm, rách mồm. Cái này ăn cuốn nhỉ, chắc mỗi người phải san vào mấy con trong bát này nhanh. Cái thìa xúc cuốn. Lấy thìa đi em. Này, và đây là cái món nào? À, món ăn này luôn à? Chim. Đây là món chim câu. Chim lại còn xào cà nữa cơ. Đây. Xào lại còn đeo răm nữa. Lại cà này. Em đã bao giờ ăn chim lại còn xào cà chưa? Đấy, chim. Đúng rồi, chim là phải đi đôi với cà. Mời em đi, mời chị em. Mời anh em đi, mỗi người làm miếng nào. Miếng cà. Cả miếng cà, miếng chim nhá. Anh ăn nhiều rau răm ấy. Anh đang khổ với khỏe. Nào. Vô cái nào. Vô. Hai anh em nhá. Chim này cũng to. À, chim câu. Tưởng là sao với cái cà trắng kia luôn, nhưng mà đây là cà ngâm qua rồi, cà chua rồi. À, cà chua mới ngon nhá. Cái cách chế biến của người Thái là thường hay kết hợp những cái vị cay chua với nhau. Đấy. Bao giờ là vị tê tê cay cay của mắc hén, chua chua của nước măng chua, của các loại muối chua. Làm món ăn nó không bị ngán đấy nhỉ? Đúng rồi. À, nó cuốn lắm. Nhưng mà đúng là phải nói là đi lên trên này là ẩm thực người Thái là đa dạng. Đa dạng. Nhất là anh Hải quay nhiều cái video đám cưới của người tộc Thái. Các bác thích xem. Tại sao nhiều người cứ hỏi Hải mà? À, tại sao anh hay quay những cái video đám cưới, đám ma, làm nhà bốc mả? Bởi vì thực sự các bạn ạ, trong cái đám cưới hoặc là những trong những cái lễ hội đám cưới, đám ma, người Thái họ làm những cái món ăn cực kỳ là bình dân nhưng lại cực kỳ là ngon, cực kỳ dân dã ấy. Nên mình được thưởng thức hết những cái món đó rồi. Hôm nào đưa Diễm thì ăn một cái món gì rêu ấy, em chưa được ăn món đấy đâu. Rêu. Rêu đá. À, đây là cái món cá này đúng không? Đây. Đây là món cá hấp này. Đây là lá đu đủ này. Phía ngoài là lá đu đủ.
Đấy. Ăn với xôi đúng không? Đúng rồi, cái này chuẩn xác là Diễm nói chuẩn đấy, là mình ăn với xôi. Bọc qua một lớp lớp lá đu đủ này. Lá đu đủ này ăn được luôn nha anh em nhá. Nhưng mà đắng. Cho em một ít lá đu đủ này. Đâu chủ tịch test thử luôn này. Tại vì thuốc đắng dã tật mà đu đủ là một trong những loại là rất là tốt. Có đắng đấy, giống cái hôm qua mình ăn đấy. Mỏ cái gì ấy, đắng đắng chính là cô cho lá đu đủ này vào đắng, rồi. Đắng như tê ta. Đúng rồi. Lấy cá cho mọi người đi, mỗi người một miếng cá đi em. Em đi lên trên này á, em rất là thích mà bà con của người Thái họ làm cái xôi để ăn kèm ấy. Đây, miếng thịt cá này. Cái phía ngoài này ấy, là có một cái lớp xả rồi cũng như là ấy ra này, băm ra, bằm ra. Và phía trong này ấy, là trong cái bụng con cá này này, họ cũng có một cái lớp gia vị này. Đấy, nên là khi các ăn ấy, là các em mà cầm cả hai cái này ăn cùng với nhau. Đây, anh lấy. Chị cảm ơn nha. Đây, cho chị bơ em lấy cho. Thêm này đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thế thêm. Đấy, lấy cho bơ. Đây, mình thích ăn béo thì mình ăn khoái ăn cái bụng. Ôi, anh ơi. Đấy, mời anh em nhá. Hả? Có chừng hấp à? Yên tâm. Anh em mình đau thương bất nhập rồi. Đây, mời anh em nhá. Ủa, nhưng mà ăn cái này mà nó mà có cái lá đu đủ này, nó hơi đắng đắng một chút đấy. Nuốt đến cổ họng bắt đầu nó mới có vị ngọt. Chấm chấm cháo tươi là gừng các thứ. Ngon không? Đã không? Béo thơm à. Không quấn là thế thôi nhưng mà mình ăn bên trong nó không có bị không có đắng nhét. Tại hôm nay không phải là cô dã nhỏ ra làm như hôm qua. Chỉ bọc bên ngoài thôi. Nhưng mà các em cứ từ từ thưởng thức đi, cái món đặc biệt nhất vẫn chưa đến đâu. Món đặc biệt nhất là con đang bơi về về kìa. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, nó nhảy nhá. Hơi chạm hát là nó nhảy đấy. Em nghĩ là nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nó vẫn đang bơi rất là tung tăng. Ngon không? Ai Mi thấy sao? Ngon đây ạ, đặc biệt mọi người ăn cái gia vị ở ngoài á. Thịt cá thì thơm. Cái gia vị em phải bóp, anh hướng dẫn em này. Khi mà em ăn cái xôi của đồng bào người Thái ấy, em phải ăn như này. Đây, nhìn này, cái xôi như này chưa? Em bóp đều ra như này. Em bóp ra. Sau đó em cho cá vào đây. Như này. Đấy. Sau đó em bóp đều nó vào. Em phải lấy tay em nặn đều vào. Em vừa ít mắc khé này ngon lắm. Hoặc là em có thể cho thêm chút chẩm chéo. Đây, cho chút vào đây. Đấy, như này, chuẩn là chuẩn bài. Đây là vẫn chưa chuẩn đâu. Ui, thấy đẹp đấy. Em thấy cũng hơi chuẩn chuẩn mà. Thôi em ăn trước đi. Em thêm ít chẩm chéo. Chẩm chéo Tây Bắc, mời cả nhà nha. Sao? Ăn trước đi rồi, tới em đang chụm lại cái này. Khá thơm. Đâu, anh em mình chụm lại cái này vẫn chưa chuẩn đâu. Nếu mà được các chị người Thái ấy, mà làm ấy, đây này, giống như kiểu Tuyên đây này, là phải cuốn xung quanh. Đó. Đấy. Không bóp tay này, nắm đều vào. Đấy. Đấy. Nếu mà mình thiếu mẹ lấy thêm miếng xôi nữa. Đấy. Đấy, mình bọc ở một lớp. Đây là trên. Kiểu là đúng rồi, chính xác. Đây, nhưng mà đây là mình làm cái này để cho các bạn cùng xem là cái cách ăn xôi của người Thái ở trên Tây Bắc nhá. Vô chị Tiên ơi. Wow, của chị đẹp không? Đấy, đấy này. Của chị thích dài nhưng mà của em chọn xôi này. Không phải cái kiểu trên này phải dài dài này này em này. Đấy, làm như này để đến vừa miệng mình luôn ấy. Em tròn như quả bóng ấy, chỉ đá bóng thôi. Đồ. Tròn là phúc hậu chị ạ. Cả nhà nha. Đã không? Đã không? Ngon không? Ừ, ngon. Không phải nói là xôi trên này đúng là hương vị mà ăn là nhớ. Riêng nếu mà để nói là xôi Tây Bắc thì mình xin phép là dành một lời khen cực kỳ gọi là ấn tượng, phải nói là dành hết lời ca ngợi cái gọi xôi của Tây Bắc luôn đấy các bạn. Thì mình sau cái chuyến hành trình xuyên Việt này, mình mới
thấy một điều là xôi Tây Bắc là cực kỳ ngon, nó không bao giờ bị bết, bị gì cả, rất ráo. Mà đỉnh thật sự luôn. Nhưng mà đúng là ăn cái món này là phải phải nhồi cá vô giữa thế này. Chấm nó mới ngon. Đấy. Ngoài cá ra. Ngoài cá ra em biết còn nhồi cái gì vào giữa không? Nhồi gà. Gà ăn ạ. Một là gà. Một là gà, hai là quả chám đen, ba là quả cọ. Đấy. Và món là cá nướng hoặc là cá hấp gì đấy. Em thấy thiết thực nhất là gà. Gà cầm ăn luôn với xôi à. Đỉnh à. Mà xôi ngon thật sự luôn kìa. Ngon không? Cố ăn nhiều nhá. Hành trình xuyên Việt của anh em là còn có một tuần nữa thôi các bạn. Đấy, một tuần nữa là phải chia tay nhau rồi. Nhưng mà miền Tây đang mùa trái cây. Không, hành trình xuyên Việt là kết thúc. Xong rồi thì anh em mình lại bắt đầu hành trình mới. Miền sau đó, sau khi mà chuyến hành trình xuyên Việt kết thúc ấy, thì mình có khá nhiều dự định. Có thể là sẽ làm một chuyến đi đưa bọn trẻ con nhà mình ấy, nghỉ hè thì một là cho các cháu đi miền Tây chơi, hai là cho đi hải đảo, ba là đi Trung Quốc hoặc là đi một nước nào đó. Vì bọn trẻ con ấy nó chỉ được nghỉ hè có rất ít thôi, nên là mình sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình. Vì cái chuyến hành trình xuyên Việt của mình này, mình đã xa trẻ con nhiều quá rồi. Đấy. Không xa, mới có 4 tháng. Mới có 4 tháng. Nào, bây giờ anh em làm tí món gọi là gần như là món truyền thống của đồng bào người Thái trên này, đó chính là món gà nướng mắc khén anh em nhé. Đấy, đây. Phan Diễm là người ở... Em mới cắn được. Không, em là người khách đặc biệt ở nơi khác đến. Đây. Em xin. Đây, đùi đây em, má đùi đây. Các chị em là phải xứng đáng. À, em thích ăn má đùi đây. Rồi. Nào, anh em mình rô phát nào. 26 nha. Anh em ơi. Ơi. 26. Mai Định. Sơn La. Mai Định. Hồi sáng mình nói bằng câu khác mà. À, 26 chào anh em nha. Đấy, đấy là lúc đến là lúc chào. Ừ. Mà chỉ mình kết thúc mình đã chào. À, em mày chấm à. Mấy là nước chấm thần thánh. Một chút. À. Gà trên này ngon. Không. Dai. Dạ. Chúng ta khi thưởng thức đồ ăn của đồng bào á, mình phải biết cách ăn gà, sau đó bấu một chút xôi. Mà tại sao đấy là lý do tại sao vừa nãy anh bảo mấy đứa là đi rửa tay sạch sẽ. Khi mà ở trên này mà mọi người cứ hay đi ăn đám cưới nọ kia, mọi người đổ cái xôi ở nhà đi ấy. Hoặc đi ăn hội ăn tiệc gì đấy của chẳng như cúng rừng hay gì đấy là hay đổ xôi, đồ mang cơm đi. Thế nên là mỗi người hay hoặc đi nương ấy, mỗi người đồ một chút xôi đi, xong rồi cứ núm 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 ăn cầm tay, ít khi cả dùng ấy. Gà này họ nướng ngon quá, rất là thơm. Gió nó khén ngoài, thơ ra lắm rồi. Ngon không? Sướng nha. Diễn về miền trong ăn hải sản lại nhớ món này lắm đấy nhỉ. Đây, anh em nhìn một cái lớp ngoài này này. Đấy là có một cái lớp mỏng của hạt dổi, của mắc khén. Nên là khi ăn miếng gà nướng ở đây nó có hơi vị tê tê cay cay. Đấy. Mà bên nhà mình đang bán hạt dổi mắc khén nhá. Bác nào muốn mua thì hãy alo cho bà xã mình, số điện thoại là 0974 686 389 nhá. Mời anh em. Đỉnh cao. Đi tôm mà. Ăn phép nhảy dữ anh ạ. Em biết là đang cho ăn thể dục. Mọi người biết tại sao mà anh phải cho em thưởng thức món tôm cuối cùng không? Để mà nó là món đặc biệt nhất ở trong ngày hôm nay. Theo em là để cho nó bơi cho sạch. Không, nó bơi sạch mấy tháng rồi, mấy tuần rồi. Chính do, anh biết. Anh Mi biết không? Cho nó tập sức khỏe một chút. Cho nó khỏe hay là cho nó gặp dễ mạnh hơn. Hầm. Theo em là món này món nó tại vì nó chua ấy, nên là ăn cuối là kiểu mình sẽ tiêu hóa tốt hơn. Chủ tịch. Thế em miếng này là muốn món nhỏ thay cho món trắng miệng luôn. À cho em trả lời lại được không? Ừ. Tại
Tại vì món này là món tôm nhảy này là nếu mà ăn, mình ăn hết các món đi cho yên tâm. Ví dụ mà lỡ mà ăn phát này đầu tiên mà không được là mấy món sau khỏi không? Không ạ, sai, phải không? Em đoán có một ý kiến khác. Tại vì món đấy là món ngon nhất, đặc biệt nhất, phải sợ anh cho mọi người ăn đầu tiên no rồi những món này ế lại đúng không? À, đây mọi người để xích ra để anh... sau khi mà khoan dĩa mà đính chính lại thì nó đúng một phần. Bởi vì là cái món tôm nhảy này cho vào đây bây giờ ấy là nó sẽ nhảy tưng tưng lên. Nên là nếu mà chúng ta mà không xơi trước đi ấy, nó nhảy ra đồ ăn là nó bắn hết tất tre lên. Nào, bây giờ ôi, có con tôm càng không cơ? Đây này, anh em này, đây này. Tôm càng cơ. Con tôm to nhất này, tôm càng. Còn mà bây giờ rang lên ha. Đó, em múc phải thật nhanh nhá. Con tôm này, cái nước này là nước đá các bạn ạ, nên là cũng đang để cho nó ngất đi một chút rồi. Đây, nhưng mà con tôm nó còn nhảy này. Nào, 1, 2, 3. Đấy. Đấy, anh em thấy nhảy chưa? Nhảy, đây này. nhảy sách à. Đấy. Đấy. Nó chưa tỉnh ấy. Đấy, anh em nhìn thấy nó nhảy chưa? Đấy, người ta gọi là tôm này còn, nó chỉ hơi ngất ngất thôi. Còn nếu mà các bạn mà cho cái tôm này ấy, mà nó vào đầu tiên ấy, nó sẽ nhảy. Bây giờ cho vào đây để cho nó uống cái nước măng chua no đi. Sau đó em cho cái gia vị ở phía ngoài này vào. Đây là hoa chuối rồi rau sống. Đây em cho vào đây. Em ý lên gia vị cho vào. Ok ok, được rồi. Để tí tăng nữa. Đây. Đấy. Thấy chưa? Đấy, em thấy không? Nó còn nhảy. Nó còn phải nhảy tưng tưng chứ. Còn nếu mà tôm này, con loại này mà tôm chết thì không được. Ăn nó mất ngon. Tôm chết thì đau bụng. Không, nếu mà đau bụng thì lại cái loại nếu mà đau bụng thì lại cực kỳ, mọi người cực kỳ yên tâm. Cái em măng chua, nước măng chua này là yên tâm không bao giờ đau bụng luôn. Nó vẫn nhảy. Ừ, sao nó phải nhảy chứ? Đấy gọi là tôm nhảy mà. Nhảy à. Không. Nào. Anh em ơi. Chọc đũa vào đây. Bây giờ cho ai mí à pơ thử thử miếng đầu tiên đi. Để em sẽ gắp con tôm ấy, xin gắp cả. Ăn mấy con rồi. Em gắp thì em gắp bụp phát cái này này, nó khác có tôm em hiểu không? Chứ còn cả rau và tôm, em gắp một con tôm không thì nó còn đang nhảy tưng tưng làm sao mà gắp được. Mời cả nhà nhá. Nhá thật kỹ. Cảm nhận nó này. Ôi ồ phát này. Ừ, lúc mình nhai con nó mới còn nhảy trong mồm á. Bây giờ thì nó... Em xin phép là theo thứ tự thế này. Đây. Diễm khôn thế nhỉ? Phải theo dòng. Đấy, mình gặp ba chú lúc này rồi. Khôn mà. Chừng nó nhảy lung tung. Ngon mà dễ ăn lắm các bác ạ. Thầy tôi ăn cho anh thơm á. Thưởng thức nha, anh em cùng thưởng thức cùng Hải nha. Mình là mình ăn con tôm nó còn sống tưng tưng như này. Đấy, đỏ to to này. Cơ bản cái nước chấm này nó đã có đầy đủ các loại gia vị rồi. Như ớt, như mắm muối mì chính hết rồi. Nó vừa miệng các bác, không phải chấm cái gì cả. Đây, chỗ này combo của tôi là rơi vào khoảng 29 con tôm. Đấy. Dày dít không? Toàn tôm. Bây giờ đếm thử bao nhiêu con không? Toàn con bự không? Đây anh em nhá. Anh nghĩ là con này, chỗ này phải 50 con tôm ấy. Có bay lung tung lắm anh. Nhiều quá sợ đánh nhau nữa. Ngon quá. Kiểu vào trong ngọt, lâu lắm em mới được ăn món này. Đông con nó chặt nó không nhúc nhích được. Ngọt đấy. Ngọt mà tôm này tươi. Đến lượt Diễm đi. Anh Hải làm đố nữa hả? Anh đảo lên. Anh thề với em là để một mình anh ăn hết bát này luôn. Không, nếu mà em nghĩ là ăn được là ngon mà. Ngon lắm, nó giòn lắm. Diễm cũng ngon. Con này cũng bự dữ. Con này càng to ấy nhỉ. Này có chấm gì không anh? Đấy, em chấm ngập nước măng chua vào. Đây là em gần 30 tuổi đầu mới ăn món này á. Ừ. Lần đầu tiên này. Dạ. Em chưa ăn món cái cam bo này. Chục cái càng con tôm to chị. Ngon không?
Nhá cẩn thận không, chỉ sợ là cái con tôm nó nó ngọt không? Món này không phải là khó ăn. Ừ. Mà cái miệng em bị đâm cái mũi tôm. À, có một con càng dài đúng không? Chị để em đang lựa. Cái này này, mọi người nhai là phải hết sức cẩn thận nha. Nó đâm một phát là đúng chiều rồi. Khỏi ăn cơm luôn á. Đây nè, em vừa mới bị một phát. Không, em biết là em là em chọn con tôm to à. Bọn anh ăn cái loại này, anh ăn con tôm bé thôi. Em là con ngắm con tôm to nhất, em dã. Cái mũi nó hơi nhỏ em thôi. Em nha, chỉ con tôm ngớt này không ngon. Không, em thích ăn con tôm nó nhảy nhảy ấy. Đấy, ép to à? Ừ. Được đấy. Cả nhà nhá. Mắt lim dim này. Mắt lim dim chưa? Còn con nó ăn nốt luôn em. Tôm ngọt, như là rau thơm. Món này họ làm mấy nước cay cay chua ngon. Tất nhiên đây là cái món mà nó có đầy đủ các loại là như là chua cay rồi là này. Ngon lắm, mình ăn miếng này nhẹ. Ừ, miếng thứ ba đấy anh em ạ. Cái mũi con tôm nó vừa gãy trên cái nú răng em luôn. Ừ. Rồi chọn con bé, bà chọn con to nhất bà ăn. Ngon. Bây giờ bắt đầu thích món này rồi đúng không? Lần đầu tiên ăn à? Ừ, lần đầu tiên em ăn chị ạ. Như là? Chứ là ăn cá nhảy thôi, em ăn tôm nhảy. Nhưng mà nước làm tôm này phải là loại nước chua mà. Nước măng chua, được chưng cất cẩn thận rồi, được nấu chín. Nước măng chua họ ngon. Ăn không tan hơn luôn. Nó không hề có bị tanh mà nó thực sự các bạn là nó là ẩm thực vùng miền nên là đi đến đâu anh em mặc dù là nghe thì tôm nhảy cá nhảy tôm sống cá sống nghe nó ghê gớm nhưng thực sự nó là một cái món ăn mang đậm bản sắc vùng miền, chẳng có vấn đề gì đâu các bạn ạ. Thưởng thức mọi người đã làm ở nhà hàng rồi là không vấn đề gì cả. Giống như kiểu là các bạn ăn nước mắm ấy. Khi các bạn ăn nước mắm, các bạn có biết là cái nước mắm của các bạn là nó xưng gất như nào không? Đó. Hôm nào tôi về tôi quay cho các bạn xem nước mắm ở biển nó sẽ họ làm như thế nào nhá. Nếu mà nước mắm chuẩn của nó là phải lên dòi có bọ đàng hoàng. Đấy. Còn cái nước mắm mà họ giống như kiểu họ bỏ cái hương vị vào thôi ấy, thì nó lại khác. Đấy. Anh xin phép làm thêm miếng nữa nhá. À. Mọi người đừng bảo tôi ăn tham nhá, bởi vì là thực ra là tôi đi Tây Bắc, tôi đi xuyên Việt chuyến này là gần 4 tháng rồi các bạn ạ. À, tôi rất là thèm cái món này luôn. Món cực kỳ ngon. Nó có nhiều rau dưa. Đây này, em ăn này. Em ăn một miếng như này em cảm nhận được. Còn em ăn một hai con nó không bỏ ở đâu đâu. Nhưng mà em ấy chưa lấy chồng mà anh. Ừ. Bắt ăn miếng to nhưng anh làm sao được. Nhưng anh ấy lấy vợ rồi ấy. Ngày xưa anh mà ăn khỏe không, này không, em không lấy đâu. Em cũng mấy con tôm đó chị ạ. Nhỏ đâu. Rồi. Được rồi. Thế thảm nào vậy em không có người yêu nhỉ? Tôm tươi lắm. Ngày xưa lấy anh Hải mà ăn khỏe này chị phải băn khoăn bởi vì về không biết là nhà bố mẹ có đủ thóc gạo lúa đồ ăn cho ăn không. Chung là lúc trước hồi Hải còn trẻ mà lúc em chuẩn bị lấy vợ ấy, lúc đấy đẹp trai, sáu múi trắng trẻo, không kiểu xấu xấu bên này đâu. Đây là kiểu dùng kiểu phá. Không giữ là dùng phá đúng không? Em nhìn cái ảnh cưới của anh chưa? Tóc còn bổ đôi đan trường á, quần còn đi mặc cái ống này rất là rộng thênh thang à, hơi mốt đấy. Ngày xưa anh hay kiểu mặc quần Âu sơ vin đóng thùng ấy nhỉ. Ừ. Ngày xưa tóc mày quần đen áo trắng sơ vin đóng thùng. Xong rồi có cái bà bán nước ở ga, bà ấy bảo thằng này suốt ngày quần xanh áo trắng cổ cồn không làm thì lấy cho nó chấm. Nhưng mà ai cũng sẽ phải mập theo thời gian mà. Ừ. Khoái xôi rồi đúng không? Không. Ừ. Món này là đúng luôn. Nhà Hải ngon. À, toàn bộ cái bữa trưa hôm nay là Hải muốn giới thiệu tất cả mọi người thì đã review cụ thể rồi. Thì hôm nay là anh em mình có đi di tích nhà tù Sơn La thì Diễm thấy thế nào khi em đến với nhà tù?
Là hôm nay em đi làm ở đây là được phục dựng lại rất là nhiều, tại vì sau hai cuộc chiến tranh Pháp với Mỹ ấy, thì mọi thứ cũng không có còn nguyên vẹn, nhưng mà phải nói là nể tinh thần của ông cha mình thật. Nói chung là dưới mọi điều kiện khắc nghiệt thì cái tinh thần cách mạng rất là lớn. Nói chung là để anh em mình đi nhiều thế này để biết là phải yêu nước nồng nàn. Nhưng mà hôm nay em đi vào đây có một cái điều mà em thấy rất là ấn tượng, là ta nói là biến rủi ro thành cái may. Trong những cái rủi ro hoặc là trong cái hành trình mình đi ấy, thì có cái gì nhờ những đi thế thì có những bài học là khi chúng ta gặp trắc trở, chúng ta gặp rủi ro thì mình cứ nghĩ theo hướng tích cực ấy, thì chúng ta lại có một cái hướng giải quyết khác nữa. Mà đi xuyên Việt thì đây là lần đầu tiên mà Diễm được khám phá nhiều về Sơn La, mà vẫn còn rất là nhiều điểm mà chưa có được đi. Thì chiều nay là hy vọng là sẽ được cùng với anh Hải và mọi người tiếp tục khám phá thêm một địa điểm của Sơn La nữa là nhà máy thủy điện Sơn La. Rồi. Thì có thể là chia sẻ tới mọi người. Rồi, cảm ơn bé Diễm. Thế năm nay chủ tịch thấy thế nào khi đến với nhà tù Sơn La, di tích quốc gia đặc biệt? Hôm nay là trở về với Sơn La, lần này đi cái thăm lại khu nhà tù Sơn La là lần thứ hai em Tuyên trở lại, nhưng mà lại là một chị hướng dẫn viên khác hướng dẫn, thì phải nói là mình cảm động thực sự mà sắp rơi nước mắt hai lần luôn nhá, rơm rớm ra rồi đấy. Đấy mà cảm thấy cuộc sống thời ngày trước ấy, ông cha ta là chịu đựng được rất là nhiều các cái hoàn cảnh khó khăn khốc liệt, mà đến như thời này như là cả đoàn ekip hay là bao nhiêu người dân khác ở Việt Nam là với cuộc sống bây giờ là quá là sướng, nên là mình cố gắng làm sao mà để gìn giữ được những cái mà đưa đất nước mình mà đưa lên là tốt nhất, càng ngày càng đi lên, mà mong cho Sơn La là càng ngày càng phát triển, và du lịch ở tất cả các mọi miền tỉnh khác hãy đến với Sơn La, Mộc Châu có nhiều trải nghiệm cực kỳ là thú vị. Cảm ơn chủ tịch. Thế còn Pơ với lại là Pơ, cô gái người Hâm Mông khi đến thăm mảnh đất Sơn La, em có cảm nhận gì? Em thì cảm thấy bản thân mình thật sự là rất là may mắn, tại vì hôm nay là được cùng anh chị được đi trải nghiệm nhà tù Sơn La. Thì được đi vào thì em lúc đầu được nghe những câu chuyện mà chị hướng dẫn kể, cảm thấy bản thân mình rất là xúc động, mà nhiều cảm thấy cũng rất là rùng rợn nha cả nhà, tại vì là khi mình nghe những cái ngày xưa là Pháp là kiểu có những cái chiến lược mà chính sách mà rất là man rợ luôn, mình nghe là mình rất là sợ, mà khi nghe đến câu mà khi nghe chị hướng dẫn kể chuyện về 160 anh kiểu nhà anh tù anh lính ấy bị nhốt chung cùng một chỗ đúng không, nhốt chung xuống cái mình thấy rất là xúc động. Nhưng mà khi mà ông cha ta ngày xưa là khi mà bị phát xít đấy đoạn như thế, nhưng mà vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng và rất là kiên trì, nên là em thấy là mọi người ngày xưa là có một cái tinh thần rất là yêu nước, nên là mới có thế hệ của em, bọn em như bây giờ. Thế thì em phải làm gì để làm gì để cho xứng đáng lại những cái gì mà cha ông ta đã làm nên? Em sẽ cố gắng để nếu mai sau là có sẽ về trên bản và cùng bản làm để phát triển hơn nữa, để cho người dân tộc của mình cũng như là người những nơi vùng sâu vùng xa, những nơi lạc hậu chưa biết tới đảng và nhà nước, thì em sẽ cố gắng làm sao mà mình đi mình truyền tải nhiều hơn nữa tới các bản làng. Cảm ơn em. Thế còn Ái Mí thì sao? Cảm nhận của Ái Mí thế nào khi đến với nhà tù Sơn La? Như các chị nói là thì em thấy là thời xưa chiến tranh cực kỳ rất là tàn khốc, nhưng mà được đảng nhà nước chúng ta các bác ngày xưa là đã đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì rất là tự hào. Và cũng như em càng đi nhiều càng học được nhiều bài học hơn, và biết là mình rất là may mắn khi được sống ở thời hòa bình, cần phải cố gắng và phát triển hơn nữa để là không phụ là để là cố gắng hơn phát triển đất nước để mà các bác đã, đất nước mà các bác đã tạo dựng nên. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Vỗ tay cho bài. Anh thấy em nói là anh sao xúc động quá. Thực ra là anh em mình ý là bây giờ là đang sống trong cái thời bình, khi đi như qua những cái di tích quốc gia đặc biệt như nhà tù Sơn La, nhà tù Côn Đảo, rồi nhà tù Hỏa Lò, thì mình mới thấy được là ngày xưa thực sự là cực kỳ là khốc liệt. Thực dân Pháp Mỹ nó có những cái chính sách rất là man rợ đấy, là hành hạ các cái chiến sĩ cộng sản của ta.
Hôm nay nghe chị hướng dẫn viên thuyết minh thì mình cảm thấy là phải nói là bây giờ anh em mình còn trẻ như này thì cố gắng hết sức. Ai có cái giỏi cái việc gì thì mình làm việc đấy. Như Hải là cũng xin phép là góp một phần nho nhỏ quảng bá những cái hình ảnh của du lịch văn hóa ẩm thực đến với tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người ủng hộ Hải cũng như là tất cả anh em ở đây để anh em mình có thêm động lực. Tháng 10 đi xuyên Việt tiếp nha. Sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo của anh em mình nha. Hẹn anh em Điện Biên ở Điện Biên nha. Chào cả nhà.